Hoàng Liệt không biết nên nói cái gì, rõ ràng là muốn mình lánh mặt. Hoàng Liệt ngước đầu nhìn Hắc Ngọc Điêu xoay quanh, không thấy nhiều hữu đạo. Trong đồng hoang, mông sơn minh gìm cương ngựa đứng yên, tóc bạc dưới ánh nắng chiều có vẻ ôm tang thương giả cỗi. Quản phương nghi đáp xuống một bên, mông sơn minh trên cao nhìn xuống bà, trầm giọng hỏi. Có phải đạo gia sớm biết triều đình sẽ ra tay với vương gia nên mới điều chúng ta đi? Việc đến hiện giờ làm sao mông sơn minh không phát hiện ra được? Quản phương nghi nói, Đạo gia kêu ta đến khuyên Mông Soái một câu, Vương gia đã bị người triều đình dùng tòa kỵ phi cầm áp đi kinh thành, dù Mông Sơn Minh có trở về, có nhân tài đánh giỏi cũng không cứu Vương gia ra được. Mông Sơn Minh tức giận bi thương nói: "Vậy phải làm sao? Không lẽ trơ mắt nhìn Vương gia chịu chết sao?" Mông Sơn Minh quá thất vọng với triều đình, tướng sĩ ở đằng trước liều mạng xa trường, triều đình ở sau lưng đâm dao. Quản Phương nghi nói: "Đạo gia nói chỉ cần Mông Soái ở" Người ngựa của Nam Châu còn thì triều đình không dám dễ dàng xuống tay giết vương gia. Đạo gia còn nói mông soái là lão soái xa trường, nên lợi dụng người ngựa trong tay làm sao bày mưu lập kế tạo áp lực cho triều đình, buộc triều đình thả người, mông soái sẽ có cách, không cần đạo gia dạy. Hai người bàn bạc xong mông Sơn Minh đại khái hiểu, đưa ông và người ngựa rời xa thương chiêu tông là vì bảo vệ y. Mông Sơn Minh hỏi ra thắc mắc giống quản phương nghi, rõ ràng có thể để vương gia cùng chúng ta rút lui, tại sao đạo gia làm như vậy? lẽ nào đạo gia không biết vương gia đến kinh thành dù không chết cũng sẽ khốn khổ không nói thương kiến hùng hận vương gia thấu xương trưởng lão của tiêu giao cung mới chết trong tay vương gia quản phương nghi lắc đầu thở dài ta cũng không rõ nguyên do trong đó mông soái ít nhiều cũng biết con người của đạo gia rồi hiếm ai biết hắn muốn làm gì nhưng có một điều chắc chắn rằng tấm lòng trân trọng của đạo gia đối với mông soái là thật sự mông sơn minh ngửa đầu thở dài ta xin nhận lòng yêu thương của đạo gia ta lớn tuổi, lão hủ không sống được vài năm, vương gia khỏe mạnh quan trọng hơn ta. Hồng Nương nhất định phải nói với đạo gia là tuyệt đối chịu đựng áp lực từ ba đại phái, vương gia không thể xảy ra chuyện. Mông Sơn Minh rất lo nghiêu hiếu đạo không chịu nổi áp lực từ ba đại phái mà thỏa hiệp, không phải ông lo xa, ông có thể tưởng tượng ba đại phái sẽ gây áp lực rất lớn cho hắn. Nghiêu hiếu đạo sẽ khó chịu đựng nổi người đó, nếu không ba đại phái đã chẳng làm ra việc như vậy ngay lúc này. Quản Phương Nghi nói, Mông Soái yên tâm, Đạo gia đã hiểu rõ kế hoạch của họ tức là dã đi trước họ, sẽ không cho họ vừa ý. Đã có người phát tán lời đồn ở những nơi đông người như thành Trích Tinh, nói là triều đình và ba đại phái muốn ngư hại đạo gia, Vương gia. Bây giờ đã xác minh Vương gia bị bắt, đạo gia sẽ mượn cơ hội cắt đứt liên lạc với bên ngoài, ba đại phái không tìm thấy đạo gia thì không thể tạo áp lực. Mông Soái nhớ kỹ cách liên lạc ta mới nói, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Mông Sơn Minh gật đầu, quản phương nghi nói, ta không thể ở lâu tránh cho bị ba đại phái tìm đến, ta đi trước một bước. Mông Sơn Minh chắc tay tiến, quản phương nghi phất ống tay áo lên trời, Hắc Ngọc Điêu xà xuống, bà lắc người đáp xuống lưng chim. Hắc Ngọc Điêu vỗ cánh nhanh chóng bay đi, Hoàng Liệt đứng phía xa hét to. Hồng Nương, Hoàng Liệt muốn hỏi Nhiêu Hiếu Đạo ở đâu, bây giờ nên làm gì, Đại Thiền Sơn không khống chế được thế cục này. Nhưng người đi xa làm như không nghe thấy, dần biến mất phía chân trời. Long Hưu giật mình hỏi. Mông Sơn Minh và 10 vạn thiết kỵ chạy rồi. Cung Lâm Sách và Mạnh Tuyên ở bên cạnh ngạc nhiên, việc này chấp hành cực kỳ cơ mật, người biết chuyện sẽ không để lộ bí mật mới đúng. Hoàng đế thương kiến hùng của nước Yến bị việc này kinh động tự mình đến phất tay ra hiệu. Điền Vũ đưa tấu trương của Cam Miểu Thủy cho Long Hưu. Long Hưu cầm lấy xem nhanh, Cung Lâm Sách, Mạnh Tuyên không ngồi yên được cũng lại gần cùng xem. Bọn họ không căng thẳng không được, chủ tướng có thể hiệu lệnh người ngựa Nam Châu vừa thiện chiến vẫn còn đó, lực lượng Nam Châu còn y nguyên, sơ sẩy một cái sẽ là họa lớn ngập trời. Nói trắng ra là sẽ buộc Nam Châu phản, lúc này hàn tống như hổ rình mồi, bên trong có phản quân làm loạn, nếu Nam Châu phản thì rắc rối lớn, hỏi sao họ không căng thẳng. Suy nghĩ đầu tiên của Long Hưu là có người để lộ bí mật, nếu không thì sao trùng hợp như vậy, bên mình mới quyết định động thương chiêu tông thì người ngựa của y đã chạy. Chuyện này không nhỏ, ban đầu ít người biết chuyện, chỉ có cao tầng triều đình, ba đại phái biết. Người được phái đi chấp hành cũng là chờ đến phút cuối mới được cho biết đi làm gì. Xem tấu trương viết thương chiêu tông còn ở thì Long Hưu thở phào. May mắn, chỉ cần khống chế được thương chiêu tông, có con tin trong tay là Nam Châu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thương Kiến Hùng hỏi, cung chủ xác định có thể làm Nghiêu Hữu đạo khuất phục sao? Mặt Long Hưu giữ tợn nói, đến lúc này hắn không đồng ý không được. Sau đó Long Hưu nghi hoặc hỏi, sao sự việc trùng hợp vậy được, có khi nào bị ai lộ bí mật không? Thương Kiến Hùng do dự nói, hình như không thể nào, ban đầu chỉ có những người đó biết, bọn họ sẽ không để lộ bí mật mới đúng. Việc này đúng là tình cờ, mấy chục vạn tù binh bị bắt trước khi quyết định động Thương Chiêu Tông, lúc trước họ còn đang tranh luận việc này, chẳng qua Thương Chiêu Tông kiên trì ý của mình. Long Hưu vẫn nghi ngờ, kiên trì ý đến nỗi rút đi lực lượng hộ vệ bên cạnh mình. Bệ hạ cảm thấy hợp lý sao, Thương Kiến Hùng cũng hoang mang, có lẽ vì cho rằng lúc này không dám động hắn, Mấy người bên ta theo lý thì không thể nào để lộ bí mật, nếu có vấn đề thì nên điều tra bên người ngựa. Mấy người thầm nghi ngờ, suy đoán ai biết chuyện, không ai dám loại bỏ khả năng bí mật bị lộ, mãi đến khi tin tức truyền đến Thương Chiêu Tông đúng là đã bị bắt, thuận lợi áp đến Kinh Thành thì họ mới gỡ bỏ nghi ngờ, tin tưởng chuyện đúng là tình cờ. chương 966, người có quen thuộc nhà tù này không? Đạo lý rất đơn giản, nếu có người làm lộ bí mật cho đối phương biết thì thương chiêu tông là thống soái nam châu không thể nào không trốn làm gì có chuyện thuộc hạ chạy mà thống soái ở lại thương chiêu tông nên tìm cách chạy trốn mới đúng sao có thể bị bắt được nhưng họ vẫn không từ bỏ điều tra việc này thương chiêu tông bị bắt vào thiên lao liền bị thẩm vấn hỏi tại sao y khiến người ngựa dưới tay rút lui ban đầu thương chiêu tông không chịu nói bên họ không khách khí với y dùng hình chỉ bằng vào thương chiêu tông giết trưởng lão của tiêu giao cung thái độ của y với thương kiến hùng, nay bị họ bắt vào tay thì còn lâu mới khách khí với y. Sau đó thương chiêu tông dần nhận ra không đúng, phát hiện người ta không quan tâm tại sao y đột nhiên khiến người ngựa rút lui mà nghi ngờ trước khi họ xuống tay thì có người lộ bí mật cho y biết. Thương chiêu tông bắt đầu cắn bậy, nói từ thương vĩnh trung đến đồng mạch, cao kiến thành, điền vũ, thậm chí là cam miểu thủy, cao tầng ba đại phái đều bị y lôi vào hết. Thương chiêu tông không biết có phải ai để lộ bí mật, càng không biết kẻ đó là ai, Tóm lại người bị y kéo vào đều là những người y cho rằng không phải người tốt, cho rằng kẻ đó không thể nào để lộ bí mật. Triều đình không ngốc, sao không biết thương triều tông đang cắn bậy. Màn đêm, sao răng đầy trời, kinh thành vẫn sáng đèn ruốc, có quý khách đến thiên lao. Thương kiến hùng tới, hoàng đế tôn quý tự mình đến địa lao âm u tối tăm. Những kẻ không liên quan né tránh, chỉ có điền vũ đi cùng. Điền vũ thảo nguyệt điệp ra, trong tù tối tăm bỗng chốc sáng sủa. Thương triều tông quần áo tả tơi, tóc rối xù, người đầy vết máu nằm trong đống cỏ bị tia sáng trói mắt đánh thức. Tay mang cùng sắt vẹt tóc rối ra, nhìn rõ người đứng ngoài nhà tù. Khi thấy người đến là ai thương chiêu tông khó khăn bò dậy, kéo xiềng chân rào rào khập khiếng đến trước rào chắn, hai tay túm hàng rào đối diện với người ngoài nhà tù. Thương kiến hùng ngắm bộ dạng chật vật của đối phương, chỗ này không phải nơi ông nên tới nhưng vì lòng ngứa ngáy, không kiềm được chạy tới để nhìn đối phương bây giờ chật vật cỡ nào, tâm trạng ra sao. Sau cùng thương kiến hùng phá vỡ lặng im chiêu tông ngươi có quen thuộc phòng tù này không thương chiêu tông nói đương nhiên quen nhốt ta mấy năm làm sao không quen được đây không phải điều ngươi muốn thấy sao thương kiến hùng nói quả nhân cố ý cố dặn nếu đã trở lại thì nên về nhà của mình ở cũng thấy yên tâm hơn quả nhân cố ý đến xem ngươi thương chiêu tông nói lúc trước ta bị nhốt mấy năm không thấy ngươi lộ mặt giờ ta vừa vào ngươi đã đến thăm ta có nên đa tạ ý tốt của ngươi thương chiêu tông nhẹ lắc đầu tặc lưỡi nói Nghe đầu người hồ mưa gọi gió trong Nam Châu, trên xa trường hiệu lệnh thiên quân vạn mã không ai bị nổi, trưởng lão ba đại phái cũng bị ngươi ra lệnh một tiếng nói giết liền giết, anh hùng biết bao, sao bây giờ chật vật thế này. Thương Chiêu Tông bật cười nói, ta không chật vật, bị người mưu hại tạm lạc nạn thôi. Chật vật thật sự là ở trong hoàng cung lồng lộng, nhìn như ăn ngọc mặc gấm cao cao tại thượng nhưng nội yêu ngoại hoạn hoảng sợ ngủ không yên. Ngoại không thể ngự cường địch, nội không thể an quốc sự, vô năng với ngoại, chỉ biết ngư hại người mình với nội, khiến bách tính ăn không đủ no mặc không đủ ấm, biến đại yên tốt đẹp thành đống rối nùi, bị bách tính ngày đêm chửi rủa là hôn quân. Bệ hạ, không biết người nào chật vật hơn, điền vũ mặt biến sắc, liếc trộm thương kiến hùng, quả nhiên sắc mặt của thương kiến hùng rất khó xem, quai hàm căng cứng thật lâu, mắt nhìn chằm chằm người trong tù. Thương kiến hùng chậm rãi nói, tạm lạc nạn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ra ngoài sao, thương chiêu tông cười phá lên. Nếu ngươi dám giết ta thì đã không chờ đến bây giờ, không giết ta thì ta còn có cơ hội, người dám giết ta sao? Thương Kiến Hùng nói, ngươi cho rằng chỉ có phụ tử các ngươi leo lên đại vị thì nước yến mới quốc thái dân an. Thương Kiến Hùng vươn tay cầm cọng cỏ dính trên bàn tay bẩn chộp xong sắt, nói. Phụ thân của ngươi thông minh hơn ngươi, biết ở vị trí nào càng có thể muốn làm gì thì làm. Thương Kiến Hùng nói xong xoay người đi, bỏ lại một câu. Còn có sức đấu võ mồm, thẩm vấn kiểu gì? Rất nhanh người canh giữ trong thiên lâu xảy bước đi tới, cửa lao mở ra kéo thương chiêu tông vào hình phòng dùng hình, tiếng roi quất không ngừng. Cao phủ, phủ đệ đại tư đồ nước yến, cao kiến thành ăn tối xong hiếm khi có hứng đi dạo trong phủ đệ to lớn. Đám người hầu thấy cao kiến thành đều hành lễ, các nhi nữ thấy sẽ bái kiến, các thê thiếp gặp vội trào, đều hơi bất ngờ. Đám nhóc hàng cháu chắc chạy dỡn đụng vào cao kiến thành, kêu ra ra, ngoại công không dứt vừa náo nhiệt vừa giữ quy củ nhà giàu. Gia nghiệp to lớn chỉ tính người ở trong phủ đã hơn trăm, có thể nói thê thiếp thành đàn, con cháu đầy sảnh. Cao Kiến Thành cười tủm tỉm không ngừng gật đầu bước đi. Gặp thê tử của đại nhi tử Cao Thiểu Minh làm Cao Kiến Thành hết hứng. Nhi tức kéo trưởng tôn quỳ trước mặt Cao Kiến Thành, lau nước mắt nói. Phụ thân, nghe nói cầm đầu tặc Nam Châu là Thương Chiêu Tông đã bị bắt đến Kinh Thành. Phụ thân, Thiểu Minh chết oan quá, xin phụ thân báo thủ cho Thiểu Minh. Đối với nàng thì mùi vị thủ tiết không dễ chịu gì, vào gia đình bề thế như vậy nàng muốn tái giá cũng khó làm được cao kiến thành địa vị cao quyền trọng, nhị tử là trường tôn, không ai dám cưới nàng. Trường tôn nức nở nói, ra ra, tôn nhi muốn lấy đầu kẻ thù, cao kiến thành kéo tôn tử lên, vỗ vai đứa trẻ khẽ thở dài. Đứng lên đi, đứng lên hết đi, lại cao lên nhiều, chăm chỉ đọc sách vào, sau này cao ra trông chờ vào các ngươi. Cao kiến thành an ủi xong cùng quản gai phạm chuyên rời đi. Trở về sân của mình, cao kiến thành bỗng muốn nghe tiếng cầm. Phạm chuyên lập tức mời tiểu thấp của cao kiến thành đến đó là một nữ nhân xinh đẹp mới 19 tuổi như hoa như ngọc, tuổi của Cao Kiến Thành đủ làm ra ra của nàng, nhưng nàng đúng là tiểu thiếp của ông, từ nhỏ được dạy dỗ đàn rất hay. Nữ nhân ôm cầm đến hành lễ, hỏi, lão ra muốn nghe cái gì? Giọng của nàng còn hơi non nớt, Cao Kiến Thành im lặng một lúc rồi bảo, bài ẩn thương đi, nữ nhân xinh đẹp khom người lên tiếng. Vâng, nữ nhân đi vào đình ngồi xuống, rất nhanh tiếng cầm bi ai du dương vang lên, Cao Kiến Thành chìm đắm trong tiếng cầm khoanh tay ngước nhìn trời đầy sau, miệng thì thào niệm lời nhạc. Ngắm trăng, ngắm trăng, mắt mê ly, Phạm Chuyên cầm áo khoác lại gần nhẹ nhàng khoác lên vai Cao Kiến Thành. Cao Kiến Thành đổi giọng thở dài, nếu ta không ở thì mấy trăm người trong ngoài Cao Gia sẽ về đâu? Phạm Chuyên an ủi, lão ra lo quá rồi, Cao Kiến Thành nói, ta vốn là dân lũng mẫu, cột tóc chăm chỉ đọc sách, chỉ ở thiên hạ Thái Bình, không ngờ xoay vần đến ngày nay đã quên mất tấm lòng son, tranh được phú quý đầy nhà, kết quả già rồi, cũng mệt mỏi, nhưng không dám ngã xuống. Phạm Chuyên hỏi dò, hôm nay cảm xúc của lão gia không bình tĩnh, là vì thương chiêu tông bị bắt. Cao Kiến Thành nói, không phải cảm xúc không bình tĩnh, chẳng qua có nhiều cảm khái. Lão Phạm, ta vốn tưởng bên kia sẽ nghĩ ra thượng sách gì không ngờ là như vậy. Vị kia thả hy sinh thương chiêu tông cũng muốn giữ ta, an lòng của ta, đối xử với ta như quốc sĩ, là người hiểu rõ đại nghĩa, ta không còn lo buồn gì nếu tương lai có gì cũng yên lòng phó thác hậu sự, nên làm gì có chuyện cảm xúc không bình tĩnh. Phạm chuyên ngẫm nghĩ, nhẹ gật đầu, Phạm chuyên cũng không ngờ nghiêu hữu đạo vì giữ lão gia mà khiến thương chiêu tông mạo hiểm. Loại người như lão gia không dễ bị xúc động nhưng lần này thật sự bị chạm đến trái tim. Phủ thứ sử Bắc Châu, trong căn phòng sáng trưng đèn đuốc, Thiệu Đăng Vân tự tay đánh dấu lên tấm bản đồ, chỗ được đánh dấu chính là tình hình cuộc bình phản của nước Yến. Chương 967, gian lận thất bại 1. Dương Song cầm tin tức bước nhanh vào trong, bẩm báo, đại nhân, không xong rồi, theo tin tức vừa nhận được, Dung Bình quận vương đã bị triều đình bắt. Cái gì, Thiệu Đăng Vân đột nhiên quay người lại, lá cờ hiệu nhỏ trên tay rơi xuống đất, lập tức cầm lấy tờ tin tình báo xem xét, càng xem càng phẫn nộ, cuối cùng ông ta quát lên, một đám ngu xuẩn, sát trận đánh còn đổi tướng chính là điều tối kỵ của nhà binh, chẳng nhẽ ngay cả điều này cũng không biết hay sao. Thiệu đại nhân tại sao lại giận dữ như vậy? Ngoài cửa có tiếng của bành hứa tại, Hai người quay đầu lại nhìn, thấy bành hữu tại đang thong thả bước vào. Thiệu Đăng Vân vẻ mặt tức giận chưa nguôi, chia ra thứ ông ta đang cầm trên tay, ngài tự mình xem đi. Bành hữu tại tiến lên đưa tay nhận lấy, xem xong trần trừ nói, tin tức này ta cũng vừa mới nhận được, lần này ta đến chính là muốn bàn bạc với Thiệu Huynh xem việc này sẽ có ảnh hưởng gì. Móc lửng, Thiệu Đăng Vân giận đến phát cười, ha ha nói có ảnh hưởng gì được chứ. Bên ngoài kẻ địch đang lăm le, bên trong phản loạn vẫn chưa bị dẹp yên, lúc này chính là lúc để ra tay với tướng chỉ huy bình định lẽ nào ngài không biết thương chiêu tông còn có vài chục vạn nhân mã trong tay hay sao chẳng lẽ muốn nộp binh mã của nam châu cho bọn bức phản vào lúc này hay sao bành hữu tại cũng buông tiếng thở dài ta cũng thực sự nghĩ không thông tại sao phải vội vàng như vậy tại sao triều đình lại làm chuyện hồ đồ như thế vào lúc này thiệu đăng vân phất tay chỉ về hướng kinh thành không có gì khó hiểu cả những người đó mà còn phải nghĩ nữa sao có tam đại phái luôn tự cho là mình đúng cho là mình có thể một mực khống chế được nước yến, chỉ coi người dưới quyền là con sâu con kiến, lũ sâu kiến dám giết trưởng lão bọn hắn mà được sao. Hơn nữa trong chiều còn có một đám gian thần nói hùa theo ý của hôn quân. Hai nhóm người này ăn nhịp với nhau, có việc gì mà không làm được. Bọn chúng lại làm qua biết bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, chuyện lần này bọn chúng lại bỏ qua sao. Nếu không Yến Quốc làm sao có thể rơi vào tình trạng thất bại như ngày hôm nay? Khả năng tăng bốc nịnh nọt của Thương Vĩnh Trung chỉ thích hợp lúc lên chiều, sao có thể dùng để điều binh khiển tướng đúng lúc này lại để cho loại người ngu ngốc không có năng lực như thương viễn trung đi chỉ huy đội quân tác chiến ngài nhìn lũ tham quan ô lại mà triều đình cử đến bắc châu của ta xem bọn chúng đã biến một bắc châu thái bình thành ra cái gì rồi thế này thì nước mất nhà tan mất thôi hai sợ cái gì thì gặp cái đó bành hữu tại cũng không biết phải làm gì khoát tay áo nói thiệu huynh không nói đến chuyện này nữa chúng ta không thể lo được quá nhiều việc vẫn nên lo bản thân mình cho tốt trước đã thế cục hiện tại, một khi nước yến không còn, chúng ta nên tự xử như thế nào, thiệu huynh có thượng sách gì có thể cùng ta bàn bạc không? Trong mắt có một vẻ mong chờ, thượng sách, thiệu đăng vân ngửa mặt lên trời thở dài, trong triều đình có quá nhiều kẻ gian thần nịnh hót, ta có lòng giết giặc nhưng lại không thể xoay chuyển được trời đất thì lấy đâu ra cái gọi là thượng sách, một khi nước yến khó giữ, chỉ còn cách chờ đại quân của nước Hàn đánh vào thôi. Bành hữu tại, chẳng lẽ phải ngồi chờ chết hay sao? Thiệu Đăng Vân chia hai bàn tay ra, vậy còn có thể làm gì nữa đây? Hiện nay Bắc Châu không chỉ có mình ta tập trung nhân mã, triều đình cũng đang tụ tập trọng binh ở đây, chúng ta bị kiềm chế, khó mà nhúc nhích được. Lẽ nào lại một lần nữa phản bội nước Yến, nương nhờ nước Hàn sao? Bắc Châu từng nhiều lần lặp lại chuyện này, nước Hàn đã thẹn quá hóa giận, cho dù là thành tâm đi nhờ cậy thì sau đó cũng ắt bị thanh toán. Bành Hữu tại vắt tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng, trong lòng có gì đó bốc lên cồn cào không yên, cũng đang mắng chửi bọn người tam đại phái, việc bình định đang trên đà thịnh, vậy mà nửa chừng lại làm ra loại chuyện này, rốt cuộc bọn chúng định chơi trò gì đây? Dương song đứng bên cạnh không nói lời nào, ánh mắt lấp loáng bất định, điều hắn đang âm thầm suy nghĩ chính là đề nghị của thiệu bình ba, một khi xảy ra bất chắc, sắp xếp thiệu đăng vân nhanh chóng rút lui dựa theo tình hình của nước tấn. Không liên lạc được, cái gì gọi là không liên lạc được, Long Hưu đã nổi giận, vừa sáng ra đã nổi giận, nổi giận với chính đệ tử cuối cùng của mình. Dịch thư vô cùng ấm ức, thực sự là không liên lạc được. Trước đây con chim dùng để liên lạc với nhiều hữu đạo thả cho bay đi cũng không tìm được phương hướng. Lượn quanh một hồi rồi lại bay về, hẳn là đối phương cố ý cắt đứt liên lạc. Người đi đến Sơn Trang Mao Lư cũng truyền tin tức về, nói những người sống ở Sơn Trang này đều đã biến mất, chỉ còn lại mấy mẹ con và chị em của Ngọc Thương ở lại trong nhà. Long Hưu giận dữ nói, truyền lệnh xuống, nhất định phải tìm được những người có liên hệ với Nhiêu Hữu Đạo, phải tóm hắn cho bằng được. Không giận không được, hậu quả nghiêm trọng của việc bắt thương chiêu tông đã hiển hiện, quân lương lại bị cắt rồi. Mông Sơn Minh dẫn đầu 10 vạn kỵ binh áo giáp sắt kia thuận đường chặn lại một tốp quân lương vốn được gửi cho đại quân Bình Định, cũng không nói là cướp lương thực của các ngươi, chỉ nói rằng quân của ông ta rất nhiều người cần ăn cơm nên trực tiếp trưng dụng số quân lương này, mấy chục vạn tù binh làm việc lao lực, áp giải đám quân lương đi về hướng Bắc Châu. Nắm trong tay lương thực không lo vấn đề ăn, đại đội người ngựa chạy một mạch không chút hoang mang sợ hãi, không ai gây chuyện với ta thì ta cũng không đụng chạm đến ai cả. Hết lần này đến lần khác, Triều đình vẫn không dám triệu tập nhân mã của các nơi để ra tay với đội nhân mã này. Đúng lúc này lại ra tay với quân đội của Nam Châu, thực sự là muốn bức Nam Châu bên đó tạo phản. Vấn đề là cũng phải có thực lực để có thể ra tay, chư hầu các nơi đang dẹp loạn, châu phủ các nơi phần lớn tu sĩ đều bị điều ra biên ải, ngay cả tam đại phái cũng khó mà rút ra được nhân lực mà tin tức truyền đến từ nam châu bên kia cho thấy nam châu vì chuyện thương chiêu tông bị bắt đã sôi lên rồi bắt đầu khẩn cấp điều động binh mã tùy khi có thể xảy ra chuyện bất chắc định châu tiết khiếu đã hơi hoảng báo động về triều đình bên ngoài mạnh tuyên và cung lâm sách cùng nhau bước vào sắc mặt vô cùng khó coi cung lâm sách ném ra một mảnh tin tức xem đi là tin từ thành trích tinh truyền tới đấy có tin đồn nói rằng tam đại phái và triều đình liên thủ muốn ngưu hại thương chiêu tông và ngưu hữu đạo Long Hưu cầm mảnh tin tức lên xem, sắc mặt trầm xuống. Mạnh Tuyên trầm giọng hỏi, đã tìm được Ngưu Hữu Đạo chưa? Cung Lâm sách lạnh hanh, những lời đồn muốn giết hắn đã truyền ra rồi, Thương Chiêu Tông cũng đã bị bắt, ông nghĩ hắn còn dám gặp mặt chúng ta sao? Mạnh Tuyên, lời đồn này đến quá đúng lúc, không phải là trò quỷ mà Ngưu Hữu Đạo làm, mà là có kẻ cố ý thừa cơ gây sự. Hoặc là Ngưu Hữu Đạo muốn ép chúng ta thả người, hoặc là kẻ có mưu đồ kia muốn khiến cho nước Yến tự loạn. Cung Lâm sách thở dài, Long Hưu, lúc đầu ta đã nói rồi, hiện tại không nên động đến thương chiêu tông, đợi chuyện dẹp loạn qua rồi hãy nói, ông không muốn ra tay vào lúc này, còn nói cái gì mà bắt được thương chiêu tông rồi thì có thể ép nghiêu hữu đạo xuất hiện. Căn hầu của tư tinh đó giống nhau, từ đầu đến cuối đều không xuất hiện trong đại quân, không ai biết hắn giấu ở đâu, luôn giữ cho mình một con đường lui. Bây giờ ông nghe lời đồn này, tỏ ra kinh bỉ, bất kể là nghiêu hữu đạo có đang dở trò quỷ gì. Hắn hiện tại không lo thương chiêu tông sống chết ra sao, tức là trốn không chịu suốt đầu lộ diện, ta xem ông giải quyết thế nào. Trong lời nói mang theo nỗi tức giận, mà không giận cũng khó, bây giờ không phải chỉ là chuyện của mình cung tiêu giao nữa, mấy nhà giờ đang cùng ở trên một chiếc thuyền. chương 968, gian lận thất bại 2. Long Hưu mặt lạnh tanh nói, ta không tin hắn vĩnh viễn không suốt đầu lộ diện. Việc hắn sở dĩ động đến thương chiêu tông vào lúc này có quan hệ rất lớn với nhiều hữu đạo, vẫn là câu nói đó, sợ đợi đến cuối cùng không biết như hữu đạo tạo ra con yêu thiêu thân nào đến bảo vệ thương chiêu tông vì vậy mới quả quyết ra tay cung lâm sách chắp hay sau lưng đúng thế hắn sớm muộn cũng phải lộ diện chúng ta sớm muộn cũng sẽ tìm được hắn nhưng thế cục hiện giờ có thể đợi được đến lúc đó sao hiện tại làm gì có nhiều nhân thủ đi tìm hắn như thế hai mạnh tuyên buông tiếng thở dài cách làm của long hưu lúc đó có thể dễ dàng hiểu được nếu không hai nhà bọn họ cũng sẽ không đồng ý long hưu làm như vậy Tại nước Yến, những kẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng với tam đại phái không hề ít, nhưng phải nói, những người thực sự có can đảm, cứng rắn đứng lên đối đầu với tam đại phái thì vẫn chưa có, cho Nghiêu Hữu Đạo 100 cái gan cũng không dám, chỉ cần ván đã đóng thuyền, nếu cứng rắn ép Nghiêu Hữu Đạo thì hắn không thể không theo. Chẳng ai ngờ rằng mọi chuyện lại tiến triển theo cục diện như vậy, Nghiêu Hữu Đạo quả nhiên giải chết không lộ diện, lần này Long Hưu đúng là đánh một quyền lên cây bông hiện tại mấu chốt là còn chưa biết nghiêu hữu đạo cố ý giả chết không xuất hiện hay lời đồn kia thực sự là có người có dã tâm làm ra dọa nghiêu hữu đạo đến nỗi không dám lộ diện tóm lại nghiêu hữu đạo đã tìm xong cho mình đường lui rồi sau này cho dù có đối mặt nghiêu hữu đạo cũng có thể nói là bị lời đồn dọa sợ tới mức trốn đi long hưu trầm giọng nói chỉ cần thương chiêu tông nằm trong tay chúng ta thì nam châu sẽ không dám làm càn trừ phi bọn chúng không muốn để thương chiêu tông sống nữa mặt khác chỉ cần đại thiền sơn không cùng làm loạn theo thì nam châu sẽ không còn nơi nào để chạy lập tức liên lạc với đại thiền sơn chỉ cần đại thiền sơn có thể ổn định thế cục việc về sau sẽ không thể thiếu điểm lợi của bọn họ thương châu có thể giao cho bọn họ cung lâm sách lập tức tỏ vẻ không vui thương châu vẫn do người của tử kim động ta quản lý sao ông không giao hạo châu và trường châu cho bọn họ long hưu chỉ là tiên hứa chi lấy lợi ổn định cục diện đợi thế cục khôi phục lại rồi hắn còn có thể cứng rắn được nữa sao nói ra người ta cũng sẽ không tin. Thương Châu đúng lúc lại là nơi vô chủ, chỉ có nói Thương Châu thì Đại Thiền Sơn mới tin. Cung Lâm sách im lặng không nói gì nữa. Chủ soái cuộc bình định đổi thành Thương Vĩnh Trung. Sau một chặng đường gió bụi mệt mỏi, Ngô Công Lĩnh tạm dừng chân, ngồi xổm xuống bên khe suối, vớt nước lên rửa mặt, nghe thấy tiếng hỏi liền ngạc nhiên ngẩng gương mặt còn ướt lên. Đồng tiên các trưởng môn tạm thời của đơn đông tinh ngồi xổm xuống, khoanh chân ngồi bên cạnh, không sai, đã xác nhận rồi, vì thương chiêu tông đã giết trưởng lão của tiêu giao cung. Ngô công lĩnh sau một hồi sừng sốt chợt cười lớn, thực sự là trời cũng cũng giúp ta, ta đang lo bị nỗi lo của những kẻ kia làm cho sợ hãi. Nói được một nửa thì dừng lại, bởi vì nhìn thấy những kẻ làm phiền hắn lại đến nữa rồi. Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình cùng các loại tu sĩ của Hàn Tống lại đến, kẻ nào kẻ nấy khuôn mặt âm u bước tới. Đối với bọn họ mà nói, nếu không phải là thấy ngô công lĩnh còn có giá trị lợi dụng thì sớm đã đem hắn làm thịt rồi, 50 vạn nhân mã bị tai họa chẳng còn thì không nói, các tu sĩ của lưỡng quốc lục phái cũng bị tổn thất nặng nề trong trận chiến đó, lục phái đã hận kẻ này đến tận xương tủy. Ngô tướng quân, ngươi đang đánh trận sao? Sao chúng ta càng nhìn càng thấy giống như là đang chạy trốn vậy? Chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi, không phải là để cho ngươi chạy trốn đâu. Toàn thái phong nghiến răng một tiếng, ngô công lĩnh đứng dậy, cười ha ha nói, rốt cuộc bị các ngươi nhìn ra rồi. Thấy ông ta cuối cùng cũng đã thừa nhận, toàn thái phong giận dữ, Nắm chặt lấy vạt áo của Ngô Công Lĩnh, dám đùa với bọn ta, có phải người chán sống rồi không? Ngô Công Lĩnh nói với giọng khinh thường, luận về chiến tranh, các người thì biết cái khỉ khô gì, nếu đã nhìn ra rồi, ta cũng không giấu các người nữa. Hôm nay ông đây sẽ dạy cho các người biết cái gì gọi là binh bất hiếm trá chiến tranh thì không ngại lừa dối cái gì gọi là đánh trận. Ông ta quay đầu hô một tiếng, mang rượu và bản đồ ra đây. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, có người đưa mắt nước toàn thái phong một cái ý bảo cứ bình tĩnh để xem tên vô lại này nói thế nào. Toàn Thái Phong đẩy Ngô Công Lĩnh ra, một vò rượu và một tấm bản đồ nhanh chóng được đưa tới, Ngô Công Lĩnh bật nắp bình rượu, uống một ngụm trước, sau đó ra hiệu bảo quân sĩ trải bản đồ ra. Ông ta một tay nâng rượu, một tay chỉ vào bản đồ, trước kia, trong tình thế mấy nhóm đại quân bao vây ta, bắt đầu không đánh thắng được chúng ta, cũng không phải vì thực lực của bọn họ không bằng chúng ta, mà là từng người bọn họ luôn có lòng riêng chỉ bảo vệ mình, không thể cùng ta đồng tâm hiệp lực. Nam Châu xuất trinh, thống nhất hiệu lệnh, thế cục, đối với chúng ta mà nói, lập tức đã trở nên nguy hiểm. Chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ, tiếp tục đối kháng chỉ có thể là tìm đường chết. Sau khi thương chiêu tông giết thi thăng, ta đã ngay lập tức nhìn thấy cơ hội, ta quá hiểu những kẻ trong trong triều đình nước Yến, ta thích một mạch lừa gạt, bởi vì ta biết rằng một khi để cho triều đình nước Yến cảm thấy dẹp yên phản loạn là tiện tay mà thôi, về sau những người khác nhất định sẽ không bỏ qua thương chiêu tông hôm nay triều đình nước Yến quả thật đã trúng kế của ta. Thế hiệu lệnh thống nhất bị phá vỡ, còn thương Vĩnh Trung, trên triều đình khoác lác nịnh hót còn được, chứ đánh trận thì chỉ là một tên bất tài, cho người này lên làm thống soái nước Yến tất phong. Sau khi trở lại trong chướng chủ soái trọng binh phòng vệ cùng lượng lớn tu sĩ bảo vệ, đơn đông tinh hất cánh tay ngô công lĩnh một cái, dậm chân vỗ tay nói, đại tướng quân hồ đồ, ngài động ai không động, động bà ta làm gì? Bà ta tuổi đã cao, ngài đến mức đó sao? Ngô công lính khoát tay nói, đơn trưởng lão, bà ta trông vẫn còn rất trẻ, da mịn thịt mềm, trắng tinh, bộ dạng thướt tha không thể thấy trên người nữ tử bình thường, thực sự là động lòng người. Đơn trưởng lão, đang muốn thỉnh cầu ngươi việc này, có thể thay ta cầu hôn thiên nữ giáo hay không? Đơn đông tinh thật sự muốn cho lão ta một cái bà tay, đại tướng quân của ta ơi, cầu gì mà cầu, môn quy của thiên nữ giáo không thể có tình yêu nam nữ, vào thiên nữ giáo rồi không thể lấy chồng, ta chạy đi cầu hôn, không phải là làm nhục người ta hay sao? Chẳng khác nào tự đi đâm đầu vào chỗ chết, thói xấu, nữ nhân sao có thể không có nam nhân, thật sự là thói xấu không hiểu nhân tình, cần phải bãi bỏ mới được. Ngô công lĩnh dáng bóp cổ tay thở dài, ngươi a à ngươi, ta xem kết cục ngươi như thế nào. Đơn đông tình chỉ chỉ lão ta một hồi, cuối cùng dậm chân rời đi, thực sự không còn cách nào khác với loại người đần này ông ta phải nhanh chóng bố trí người của đồng tiên các tăng cường bảo vệ cho nơi này tránh cho huệ thanh bình đánh tới làm thịt tên khốn này đợi đến khi không còn người ngoài ngô công lĩnh mới thu hồi vẻ ngông cuồng trên mặt sờ nơi ẩm ướt vô cùng trên người mình một cái quát một tiếng thay y phục thân binh lập tức mang y phục sạch đến cho lão ta thay cho lão chờ một chút phó tướng kim tường vội vàng bước vào tiến lên trước vội hỏi đại tướng quân nghe nói ngài sờ phần mông của huệ trưởng lão kia thật hay giả vậy Ngô công lĩnh liếc mắt hỏi lại, ta giống như loại người dám làm không dám nhận kia sao? Kim tường coi như phục lão ta luôn rồi, sau một lúc á khẩu không trả lời được, than van nói, đại tướng quân, ngài. Ngài làm sao có thể làm ra loại chuyện này, đây không phải là tìm đường chết sao? chương 969, ngô công lĩnh ta đời này không làm hạng người vô danh. Người biết cái gì, ngô công lĩnh vùng một cái bà tay lên mũ giáp sau ót của ông ta, đánh cho ông ta lảo đảo. Đứng vững, vịn lại mũ giáp, Kim Tường lại đứng gần lại, dò hỏi, trừ phi đại tướng quân làm như thế còn có cách nói gì đó hay sao? Hai, chúng ta bị đám tôn tử Hàn Tống hãm hại rồi, thương Tống chúng ta hố rồi, huynh đệ thương châu chúng ta không trở về được, không đi là chịu chết, tiếp tục đi về phía đông cũng chỉ thập tử nhất sinh. Khuôn mặt thô kệch của ngô công lính khó có được lộ ra một ít vị buồn phiền, trái phải đều là chết, cũng chỉ có thể cầu một chút hy vọng sống, cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía đông, chúng ta rơi vào tình cảnh như vậy, về sau e là mọi người đều cảm thấy chúng ta dễ bắt nạt, khó tránh khỏi có nhiều người muốn khoa chân múa tay với chúng ta, ví dụ như tên la chiếu của nước tống, nhất định muốn chỉ huy chúng ta đánh như thế này, đánh như thế kia, chúng ta sao có thể để gã ta đem tính mạng của 300 vạn huynh đệ vì nước tống của gã ta mà lấp hố. nhấc tay vỗ vỗ vai của Kim Tường, trước mắt thập tử nhất sinh, huynh đệ chịu đựng sẽ có đường sống, nhu nhược, nhu nhược sẽ bị ép đến không còn đường lùi, sẽ không ai thương tiếc cho sống chết của huynh đệ chúng ta, sẽ một đường ép chúng ta vào con đường chết. Cho nên vào lúc này tuyệt đối không thể tỏ ra yếu kém, không điên cuồng thì phải chết, ta chính là muốn để bọn họ biết được, lão tử chính là kẻ điên, chọc giận lão tử rồi, chuyện gì lão tử cũng có thể làm, ngay cả nữ nhân của thiên nữ giáo ta cũng dám đụng, ta sợ cái gì? Để cho bọn họ biết được không uy hiếp được ta, trước hết để cho bọn họ làm quen, mảnh lại ta vì các huynh đệ mới chống lại. Không thể cho phép người khác muốn sai khiến như thế nào thì sai khiến. Kim Tường sắc mặt ngưng trọng khẽ gật đầu, đại ca quá bảo thủ rồi, dựa vào đâu chúng ta vào sinh ra tử bình định thiên hạ nước Yến chỉ có thể do thương ra ngồi. Dựa vào đâu chúng ta máu chảy đầu rơi còn bị bọn họ xem như heo chó cũng không bằng muốn giết là giết. Thiên hạ nước là của người nước Yến, Yến thiên hạ không phải của riêng thương gia họ, chúng ta sao có thể để hôn quân và kẻ nịnh thần trên triều đình kia cứ luôn xem chúng ta như trâu như ngựa. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, ngô công lĩnh ta đời này không làm hạng người vô danh. Bây giờ đã nổi lên cảnh tượng hỗn loạn, chính là lúc anh hùng chúng ta có đất dụng võ, không thể tham sống sợ chết. Nói với các huynh đệ, ta đã khởi binh, thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, người nguyện theo ta, thì cùng nhau liều cho tương lai, liều kết bái phong vương có gì mà không thể. Kim Tường do dự nói, lời này nói công khai với các huynh đệ có thích hợp không? Sợ là dễ khiến người khác nghĩ nhiều. Ngô công lĩnh vung tay lên, có gì mà thích hợp và không thích hợp? Ta không giấu giấu giếm giếm, cứ công khai nói như vậy, có ai không biết ta là người thô kệch, sợ cái rắm." Kim Tường gật đầu, "Được, chỉ sợ là lần này đại tướng quân kiên quyết đắc tội Huệ trưởng lão kia, sau khi sự việc xảy ra bà ta há có thể bỏ qua cho ngài." Thực lực thiên nữ giáo thực sự là. Ngô Công Lĩnh vẻ mặt khinh thường, "Sau khi sự việc xảy ra, cửa ải trước mắt này nếu như không qua được, còn nói gì mà sau đó. Chỉ cần sau đó chúng ta có thể đứng vững chân, có thể có lợi với bọn họ." thiên hỏa giáo để người phụ nữ đó hoàn tục gả cho lão tử cũng có khả năng, người nhếch miệng cái gì? Người vẫn nên tin vào tà đạo thì hơn, lão tử nhất định phải ngủ với người phụ nữ này. Kim tường giờ khóc giờ cười, nghe chỉ biết lắc đầu, quay người rời đi. Ngô công lính lại vẫy tay gọi lại, đợi chút, lương thực còn có thể dùng trong bao lâu? Kim tường dừng bước, trả lời, rút lui quá vội vàng, không có mang theo quá nhiều lương thực, lương thực mang theo nhiều nhất có thể cung cấp cho đại quân dùng trong 15 ngày. Ngô công lĩnh chắp tay qua lại một hồi, cuối cùng dừng ở trước tấm bản đồ treo lơ lửng, nhìn chăm chăm lộ trình trên bản đồ suy nghĩ một hồi lâu, lại quay người lại nói, ý đồ của ta đã bại lộ, không cần phải giấu giấu giếm giếm nữa, có thể tăng nhanh tốc độ hành quân rồi, chỉ cần tốc độ tăng lên rồi, 15 ngày hẳn là đủ. Kim tường gật đầu, đại tướng quân cứ việc phân phó. Ngô công lĩnh đến gần nói, vận chuyển lượng lớn lương thực tốc độ hành quân quá chậm, phải chia ra giảm bớt, từ giờ trở đi, lệnh cho đầu bếp mỗi lần đại quân nghỉ ngơi toàn lực tiến hành giang lương thực, giang thành lương khô, bảo các huynh đệ may bao vải, trên người mỗi người nhất định phải chuẩn bị đủ khẩu lương 3 ngày, vừa giảm phụ tăng nhanh tốc độ tiến lên cho đại quân, cũng vừa chừa con đường sống cho các huynh đệ, một khi gặp phải xung đột, có tẩu tán đi. Lần này chúng ta đi thập tử nhất sinh, nếu có huynh đệ muốn giải tá, chúng ta cũng không cưỡng ép, huynh đệ đi theo ta nhiều năm, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, bảo bọn họ tự mình đi đi. Bất kể là tẩu tán, hay là trốn khỏi ở thời buổi loạn lạc này trên người có khẩu lương ba ngày lót đáy bất kể là đi về đâu trong bụng có thức ăn trong lòng không loạn đều là một con đường sống cứ làm như vậy đi kim tường kéo căng quai hàm dùng sức gật đầu đại tướng quân yên tâm vậy thì ta phân phó xuống dưới nhất định nhanh chóng phân phát đến nơi cho các huynh đệ phải rồi việc ta sờ mông người đàn bà kia đừng che giấu công khai để cho các huynh đệ đều vui vẻ a à, việc này không cần thiết đâu Ngươi thì hiểu cái gì, sĩ khí có biết không? Kim Tường bỗng nhiên hiểu ra hiểu được các loại hàm ý ẩn giấu sau hành động lần này của đại tướng quân. Chờ một lúc, Ngô Công Lĩnh một mình từ trong chướng sách ra vào rượu, ngồi ở bãi có trên sườn đồi uống. Một đội binh lính tuần tra hành lễ khi đi ngang qua. Ngô Công Lĩnh quay đầu nhìn, khua tay nói, đều qua đây hết cho ta. Tiểu đôi binh sĩ ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng đều thành thật đứng sang, không biết vị này muốn làm gì. Ngô công lĩnh ngồi đó hỏi một câu, trong 10 người các ngươi, tử lượng của ai tốt nhất? 10 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngô công lĩnh lại bổ sung thêm một câu, tử lượng ai tốt nhất, bản tướng quân có thưởng. Ta, tưởng lượng ta tốt nhất, vừa nghe nói có thưởng, 10 người lập tức tranh giành. Ngô công lĩnh đứng dậy vỗ vỗ mông, cười hắc hắc nói, miệng nói không có bằng chứng, còn phải xem thực hư. Người đâu, lấy 10 vò rượu ra đây, lại đi gọi một doanh nhân mã qua đây làm nhân chứng, để tránh nói lão tử làm việc không công bằng thân vệ đi theo lập tức có người đi lấy rượu có người khác đi gọi mấy trăm người sang đây mọi người vây thành một vòng mười vò rượu bày dưới chân mười tên tiểu binh kia ngô công lĩnh sách vò rượu đi tới đi lui khoác lác vô dụng tử lượng ai tốt nhất nên so đấu một phen các huynh đệ cùng nhau làm chứng được có náo nhiệt để xe một đám người vây quanh reo hò bảo được hăng hái vô cùng đội trưởng của mười tên tiểu binh kêu lên đại tướng quân thắng rồi thưởng gì thưởng gì, còn sợ ta bạc đãi các ngươi hay sao? Ngô Công Linh dừng bước, nhìn chung quanh nói, mọi người nghe kỹ đây, nếu như ai có thể uống vỏ rượu ở trước mặt trước tiên, sau chiến tranh đại quân chúng ta dừng chân ở đâu, thì ta đem hoàng hoa đại khuê nữ mảnh đất đó gả cho hắn ta, ta đích thân đi cầu hôn cho hắn ta. Nếu như gia đình đối phương không đồng ý, nàng dâu này ta có cướp cũng phải cướp cho hắn ta, ta còn tự cho hắn ta một tòa nhà để hắn ta kim ốc tàng kiều, đồng thời thưởng 10.000 kim tệ để bọn họ sống qua ngày, như thế nào? Lời này vừa nói ra, mắt của tất cả mọi người đều tỏa sáng, đặc biệt là 10 người càng hưng phấn xoa xoa tay, đội trưởng kia la to, đại tướng quân nói có thể giữ lời. Chương 970, dụng binh như thần một. Ngô Công lĩnh lớn tiếng gào nói, việc lão tử hứa với các huynh đệ có khi nào nói không giữ lời không? Không có, không có, đám người lần lượt vung tay hét lớn, cảnh tượng náo nhiệt này càng xem càng hay, một đám người phấn chấn không thôi. Một tên tướng lĩnh nhịn không được chạy ra hoàng hoa đại khuê nữ đẹp nhất ta cũng muốn, đại tướng quân, trận tí thi tính một mình ta, ta, a à. Lời vẫn chưa nói xong, liền bị ngô công lĩnh một cước đạp trở về, cút sang một bên, không có việc của ngươi, ngươi tham gia rồi ai dám thắng ngươi, chỉ 10 người họ. Tướng lĩnh kia liền lăn bò đứng dậy, cười ngượng lui sang một bên, chọc cho đám người cười ầm. Ngô công lĩnh quay người, chỉ 10 người, chuẩn bị. 10 người nhanh chóng ôm lấy vỏ rượu, chụp bỏ nắp đậy, ôm lấy chuẩn bị xong, từng người hai mắt phát sáng, dựng thẳng lỗ tai đợi lệnh. Ba, ngô công lính khí khái ném vào rượu trên tay, quát một tiếng, bắt đầu. 10 người lập tức bưng rượu lên liều mạng rót rượu vào miệng. Nhanh nhanh nhanh, đám người vây xung quanh lớn tiếng hò hét cổ vũ, cổ động cho 10 người, giống như người thi đấu là bản thân mình, cảnh tượng náo nhiệt đó dẫn đến không ít người đến xem. Uống đến một nửa liền có người rót đến phun ra ngòi, bị người hét không tính kéo sang một bên, binh sĩ đó ảo não rậm chân liên tục, Chàng trai khuôn mặt đen nhánh dẫn đầu đảo lộn vò rượu, tỏ ý uống hết rồi, miệng lưỡi lại kéo căng thật chặt, không dám nói chuyện, sợ rượu từ trong cổ họng trào ra. Một trận hoan hô vang lên, ngô công lĩnh chỉ chàng trai đó hỏi tên gì, dặn dò thân vệ nhớ kỹ, quay đầu nhắc nhở hắn ta làm tròn lời hứa, đồng thời nhiều lần tỏ ý với đám người tuyệt đối không thất hứa. Hiện trường tiếng hoan hô, tiếng khen ngợi, mang đến sự vui vẻ không ngừng cho đại quân đi đường buồn tẻ. Ngô công lĩnh vui cười hớn hở từ trong đám người chen ra, vừa dặn dò bên dưới thu dọn một chút tiếp tục lên đường, lại thấy năm vị trưởng lão ngoại trừ Huệ Thanh Bình đang mang theo khuôn mặt lạnh lẽo ở bên ngoài đám người đợi lão ta. Đám người đi vào trong chướng chủ soái, Toàn Thái Phong là người đầu tiên chỉ lão ta quát mắng, người cản dỡ. Ngô Công Lĩnh ngồi sau bàn, không dối gạt các vị, ta cũng chính là vừa ý bà ta rồi, không phải bà ta thì không lấy, có bà ta làm phu nhân của tam ta cũng an tâm, ít nhiều có vật bảo đảm, bằng không dù sao vỡ lo lắng sau đó bị người qua cầu rút ván, ngay cả đánh giặc cũng không còn tâm tư, dáng vẻ lưu manh lợn chết không sợ bỏng nước sôi dựa vào ghế lầm bầm nói, giày vò qua giày vò lại, lão ta cũng không có ý gì khác, chính là muốn lấy huệ thanh bình. Năm vị trưởng lão hiểu được ý đồ của lão ta có chút dở khóc dở cười, chỉ dựa vào ngươi, một tên quê mùa, miệng lại bị ổi, còn muốn lấy trưởng lão của thiên nữ giáo. Đối với năm người mà nói, đây đơn giản là đang nói đùa. Tuy nhiên lịch sử của thiên nữ giáo cũng từng xuất hiện tình huống xuất giá nhưng đó đều là dưới tình huống người tình ta nguyện và lại thiên nữ giáo đồng ý để đệ tử đó rời khỏi tông muốn trước dưới tình hình không phá hỏng môn quy mà xuất giá huệ thanh bình không dễ dàng đến được chức vị trưởng lão há lại vì tên quê mùa ngươi mà từ mà tâm huyết cả một đời mà gả cho ngươi đây không phải là nói đùa thì là gì năm người cũng không còn tâm tư của mắng hành vi làm càn vô lễ của ngô công lĩnh người ta hiện tại không phải sờ người khác đơn giản như vậy mà là được voi đòi tiên nhìn chúng người ta muốn lấy người ta năm người vốn muốn xem trò cười của thiên nữ giáo, vấn đề mấu chốt là, bọn họ không cách nào không đếm xỉa đến, ngô công lĩnh thế mà muốn bọn họ cầu hôn giúp, thuyết phục thiên nữ giáo vào Huệ Thanh Bình, đây không phải là nói bậy chứ. Nhưng đây là tên khốn, bày ra vẻ buông lỏng chiến sự, muốn giết muốn dốc thịt tùy các ngươi, lão tử chính là muốn lấy Huệ Thanh Bình. Cuối cũng cũng không biết bị ngô công lĩnh làm như thế nào, ngược lại thành bên này nhẹ lời khuyên nhủ, bảo ngô công lĩnh lo tốt việc trên tay, ngay cả việc trước mắt cũng lo không nổi, còn lấy gì mà lấy. Cuối cùng cũng khuyên được Ngô Công Lĩnh tiếp tục hành quân. Trên đường đi, nhân thủ năm phái gọi là cẩn thận bảo vệ Ngô Công Lĩnh. Không cách nào khác, Huệ Thanh Bình đã chịu nỗi nhục lớn, cả một đời thủ thân như ngọc, danh dự lại bị hủy trên tay tên khốn như thế này, phải trở thành trò cười cho tông môn và người trong thiên hạ, nuốt trông trôi cơn tức này, muốn giết Ngô Công Lĩnh. Đợi được biết tin Ngô Công Lĩnh được voi đòi tiên muốn lấy bà ta, thiếu chút nữa khiến Huệ Thanh Bình tức hộc máu, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ đến vậy, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Sau khi tin tức truyền về thiên nữ giáo, thiên nữ giáo ngược lại khuyên bà ta nhẫn nại, càng khiến bà ta thiếu chút nữa tức xỉu. Quyết định này của thiên nữ giáo đưa ra có có chút thẹn với lòng, những lo lắng cũng không phải không có lý, tạm thời nhẫn nại, đợi sau đó lại giết cũng không muộn, môn phái bỏ ra cái giá lớn như vậy, nhiều người chết như vậy, há có thể phá hỏng đại sự. Sợ Huệ Thanh Bình làm hỏng việc, lệnh cho Huệ Thanh Bình trở về thiên nữ giáo, Chuẩn bị thay người tiếp nhận, nhưng Huệ Thanh Bình nổi giận, từ chối rời đi, bà ta muốn đợi đến cuối cùng đích thân giết chết ngô công lính, hận không thể tự mình thiên đao vạn quả loại người như ngô công lính. Thiên nữ giáo phụ bà ta, có phần không biết làm thế nào, chỉ có thể hết lần này đến lần khác can dặn bà ta không thể làm loạn, đồng thời cũng nhắc nhở những đệ tử khác canh giữ nghiêm ngặt một chút. Về sau Huệ Thanh Bình mới biết quyết định của bản thân không ổn biết bao nhiêu, hóa ra việc bà ta chịu nhục toàn quân trên dưới đều biết. Khi gặp bà ta, ánh mắt của từng tướng sĩ phải gọi là kỳ lạ. Càng khiến cho người khác nén lửa giận chính là bản thân Ngô Công Lĩnh, không thể tránh khỏi việc thường xuyên ở trước mắt bà ta lắc lư, thậm chí còn cố ý nhấc tay làm ra dáng vẻ dư vị vô tận sau khi sờ qua, đồng thời còn làm ra dáng vẻ nháy mắt đưa tình với Huệ Thanh Bình, lại kêu lên hai tiếng bình bình. Vậy là vừa thấy Huệ Thanh Bình liền kêu bình bình, mặt dày khiến người khác giận sôi, ngay cả quân tướng sĩ đi theo cũng muốn bịt lỗ tai phát hiện ra mặt đại tướng quân này thật sự là không thể hình dung được. Huệ Thanh Bình mém tí là bị ngô công lĩnh chọc cho tức điên lên, đó thật sự là tức đến run rẩy nhưng lại không thể làm gì. Ngay cả đệ tử bổn phái cũng ngăn cản nhìn chằm chằm bà ta, bên cạnh ngô công lĩnh lại có một đá tu sĩ bảo vệ cao độ, dựa vào một mình bà ta thì phải làm thế nào. Ngược lại không phải là việc của bổn phái, trưởng lão năm phái khác cũng coi như là đang xem chuyện cười, cũng là giờ khóc dở cười, ở sau lưng nghị luận ngô công lĩnh, con mẹ nó chính là tên điên, Sợ bản thân cuối cùng được chết quá dễ chịu hay sao? Còn liếc mắt đưa tình, người lấy đâu ra tự tin lớn đến như vậy, cho rằng bản thân có thể chinh phục Huệ Thanh Bình. Một đám người đều ôm tư tưởng xem cuối cùng Ngô Công Lĩnh chết như thế nào, đương nhiên, trước mắt cần phải bảo vệ vẫn nên bảo vệ. Không còn cách nào khác, tên khốn này tuy là đồ vô liêm sỉ, gặp quỷ chính là, lại rất được lòng quân. Đồ vô liêm sỉ, trong chướng chủ soái bên bờ sông, sau khi la chiếu nhìn chằm chằm bản đồ một hồi lâu ánh mắt chợt lóe lên đột nhiên một quyền nện lên bàn. Đại đô đốc tức giận chuyện gì, ngoài trướng có người cười hỏi một tiếng, la chiếu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy văn du dẫn đầu đi vào, phía sau theo thứ tự núi đuôi đi vào chính là trưởng lão lăng tiêu các tô nguyên bạch, trưởng lão huyết thần điện đông ứng lai, trưởng lão liệt thiên cung thường phi. Gặp mấy người này, la chiếu mặt lạnh lùng quay người chắp tay chào. Vẫn là tô nguyên bạch cất tiếng trước đó cười hỏi, ai làm cho đại đô đốc tức giận rồi. chương 971, Dụng binh như thần hai La Chiếu vung tay chỉ về phía bản đồ, ý đồ hành quân của tên ngô công lĩnh kia không đúng, không giống như là muốn đọ sức với đại quân Bình Định nước Yến. Ta quan sát lão ta có tám chín phần là muốn gắp lửa bỏ tay người, là hướng về phòng tuyến nước tống bên này mà đến. Ban đầu thật sự tin lời quỷ của ngô công lĩnh, khiến ngô công lĩnh dày vò một thời gian, sau khi đường đi hành quân kéo dài, gã ta mới phát hiện không đúng. Mấy người nghe vậy nhìn nhau, trưởng lão huyết thần điện đông ứng buông tiếng thở dài, đại đô đốc không hổ là đại đô đốc, mọi người đều không thể nhìn thấu mưu đồ của ngô công lĩnh lại bị đại đô đốc nhìn thấu rồi nghe thấy trong lời nói có hàm ý la chiếu hoài nghi nói có ý gì quả thật như đại đô đốc đoán ngô công lĩnh vòng qua vòng lại chính là hướng về phía nước tống chúng ta bên này mà đến văn du cười khổ một tiếng đưa thư trong tay cho gã ta đây là ý của ba đại phái bảo đại đô đốc phối hợp với thế tiến công của ngô công lĩnh phối hợp ngô công lĩnh la chiếu nghi ngờ không thôi nhìn về phía ba vị trưởng lão thấy ba người gật đầu, lập tức cầm lấy thư đọc. sau khi xem sắc mặt trầm xuống, tình hình như thế nào? lão ta nói lão ta chia rẽ triều đình nước yến và nam châu loại chuyện hoang đường này các ngươi cũng tin? tô nguyên bạch nói đại đô đốc cảm thấy có vấn đề la chiếu run run tờ giấy trong tay, nếu như lão ta thật sự có năng lực này, nếu như thật sự có bản lĩnh tính toán triều đình nước yến thao túng triều chính nước yến, làm sao có thể bị đè nén nhiều năm không thể ngóc đầu lên như thế? ở nước yến lại có ai áp chế nổi lão ta? nghe những lời quỷ này ta tin lão ta tà ma còn hơn tô nguyên bạch bất đắc dĩ nói coi như phán đoán của đại đô đốc không sai nhưng có một điểm không thể không thừa nhận ngô công lĩnh nhanh chóng lui binh quả thự khiến triều đình nước yến nắm chắc bình định ngô công lĩnh nhanh chóng tháo chạy cũng thật là thúc đẩy thương triều tông bị bắt cũng quả thật ly dán triều đình nước yến và nam châu điểm này không thể phủ nhận chứ la chiếu im lặng việc này không thể nào nói rõ lý lẽ hỏi chẳng lẽ thật sự muốn chiếu theo lời nói hoang đường của lão ta mà làm hay sao Tô Nguyên Bạch, sự việc đã như thế này, còn có thể làm sao nữa? La Chiếu hỏi ngược lại, ba vị trưởng lão có việc hậu quả như thế. Ba người nhìn nhau, trưởng lão liệt thiên cung thường phi nói, nếu như đại đô đốc có cao kiến gì, chúng tôi nhất định sẽ truyền lên phía trên, sẽ không bỏ lỡ việc quân của đại đô đốc. La Chiếu vung tay chỉ về phía bản đồ, Tống Hàn tuy nói muốn liên thủ tấn công nước Yến, nhưng một khi chiến tranh nổi lên bắt đầu từ biên giới phía Bắc, nước tống ta sẽ không thể không động thủ trước tiên các vị cho rằng nước hàn sẽ như thế nào tranh chấp nhau nhiều năm há có thể không biết tâm tư của nước hàn bọn họ nhất định muốn ngồi xem xem chúng ta tiêu hao một hồi trước hoặc là nói đợi chúng ta giảm bớt áp lực phương bắc sau đó bọn họ mới ra tay một khi thực lực chúng ta tổn thất quá lớn về sau cho dù hạ được nước yến lúc bàn bạc công việc phân chia nước tống ta thế nào cũng phải chịu thiệt ngón tay gõ gõ bản đồ nước hàn thế nào cũng ôm ý đồ này muốn đánh cũng là để nước Hàn ra tay trước, hoặc là nói chúng ta cùng nhau đồng thời ra tay bằng bản lãnh của mình, làm sao có thể để nước Tống ta chịu đựng áp lực trước tiên. Tô Nguyên Bạch cười khổ, việc đã đến nước này, Ngô Công Lĩnh đã hướng về phía chúng ta bên này, lại để lão ta lượn đường xa đến nước Hàn, dường như không có khả năng. La Chiếu, bên đó có người của chúng ta, có thể thử để người của chúng ta ép Ngô Công Lĩnh thay đổi đường đi về phía nước Hàn. Tô Nguyên Bạch thở dài nói, lương thảo trên tay Ngô Công Lĩnh không đủ, bây giờ cũng không cách nào lại đưa tài nguyên giải khốn cho hắn ta, phương pháp này có lẽ không làm được. La là chiếu, không làm được cũng phải tận lực nghĩ cách, nhân mã ở nội cảnh nước Yến làm hại, lại không ở nước tống của ta, ta mặc kệ hắn ta là cướp bóc đốt xiết hay dùng cách gì để gom góp lương thực, tóm lại nhất định phải tận lực giảm bớt tổn thất nước tống ta. Tô Nguyên Bạch lại thở dài, đại đô đốc có lẽ không biết con người ngô công lĩnh kia, việc mà lão ta quyết định ngay cả huynh trưởng của lão cũng ngăn không được, người mà ngay cả huynh trưởng của mình cũng có thể xử lý e là không cách này khiến lão ta thay đổi chủ ý la chiếu mặt lộ vẻ hung tàn lão ta chẳng qua chỉ là một con cờ há có thể do lão ta làm chủ người của chúng ta ở bên cạnh lão ta có thể tìm xem bên cạnh lão ta có thể đem kẻ nào thay vào hay không rồi sau đó âm thầm nối móc nếu như ngô công lĩnh không nghe lời khuyên có thể bất động thanh sắc xử lý âm thầm nâng đỡ người của ta tiếp nhận đại quân sau đó trên đường phản quân Thương Châu nhất định gặp phải nhân mã nước Yến ngăn cản, cũng đúng lúc giả vờ bại trận chuyển đường đến nước Hàn, có thể khiến bên phía nước Hàn không còn lời nào để nói. Huyết thần điện đông ứng lai lắc đầu nói, đại đô đốc, đây e là không được, nói thật chứ, ngô công lĩnh nhiều lần kiêu căng khó thuần, chúng ta không phải chưa từng nghĩ qua việc đổi người. Nhưng sau khi tỉ mỉ cân nhắc phát hiện, cô quân thương châu rơi vào tình cảnh như vậy còn có thể đi theo từ đầu đến cuối, đều dựa vào uy tín thống ngự quân tâm của ngô công lĩnh, bằng không đây không nhìn thấy được dần vặt của con được phía trước, nhân mã đã bỏ chạy từ lâu, sớm đã giải tán. Tô Nguyên Bạch cũng gật đầu, ở Thương Châu, Ngô Công Sơn lúc còn sống tuy có uy danh, cũng là sau khi trường kỳ nắm giữ binh quyền dựng đứng quyền uy, nói đến uy tín thật sự trong quân đội, nói đến thân thiết với các tướng sĩ trong quân, Ngô Công Sơn e rằng không bằng em trai Ngô Công Lĩnh, đây cũng là nguyên nhân tại sao sau khi Ngô Công Lĩnh xử lý huynh trưởng có thể nhanh chóng mua chuộc lòng quân để bản thân sử dụng lão ta bây giờ bị chúng ta khống chế, muốn giết lão ta không khó, nhưng giết lão ta rồi hậu quả có lẽ sẽ không tốt lắm, nghịch cảnh như thế, phản quân thương châu ngoại trừ ngô công lĩnh ra sợ rằng không ai thu thập nổi lòng người, trên đường 89 phần có lẽ chạy hết. Đồng ứng lai lại nói, ngô công lĩnh còn làm một việc, chuẩn bị 3 ngày lương khô cho mỗi tên quân sĩ đi theo, hứa hẹn tướng sĩ người đi theo có thể cùng lão ta liều mạng con đường phía trước, đảm bảo sau khi chuyện thành rồi trung phú quý tuyệt không bạc đãi mà không muốn đi theo có thể tự động rời đi, tuyệt không miễn cưỡng cũng không ngăn cản nói gì mà huynh đệ một hồi đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay mà khẩu lương ba ngày kia chính là chuẩn bị đường sống ít nhất cho người rời đi làm cho không ít tướng sĩ cảm động đến rơi nước mắt đây nếu như thật sự muốn giết mỗi người có phần lương thực trên người nổi dậy chạy trốn e là nói đi thì đi một điểm cố kỵ cũng không có mấy trăm ngàn người muốn chạy trốn chẳng thể đề phòng tè rầm có thể chuồn mất người ngăn như thế nào la chiếu hận đến nghiến răng đường đường chính chính người ngay cả thân huynh đệ cũng có thể giết lại có mặt mũi nói ra câu huynh đệ một hồi đã gặp nhau cũng có lúc chia tay lời nói dối này cũng có người tin thường phi thở dài nói mấu chốt là lão ta nói huynh trưởng không phải do lão ta giết phản quân thương châu liền tin lời nói dối của lão ta lão ta chính là có thể làm ra những việc không có đạo lý như vậy chẳng lẽ sau khi giết công tôn lĩnh lại đem khẩu lương ba ngày mà công tôn lĩnh hạ xuống thu hồi lại công tôn lĩnh vừa chết người kế nhiệm lại đoạt lại khẩu lương e là muốn người khác không nghĩ nhiều cũng khó, lòng quân còn vững được hay sao? Ngay cả đường lui này cũng phá hỏng rồi. La Chiếu vẻ mặt co quắp cắn răng nói, tên khốn này cũng thật là dụng binh như thần, là mỗ hôm nay coi như là mở mang kiến thức. chương 972, Pháp thuật ta biết thế nhưng là thiên địa đại Pháp một Nói lão ta dụng binh như thần không phải là chỉ chinh chiến xa trường điều binh khiển tướng, mà là chỉ phương diện khác. Mấy người cũng nghe hiểu ý của gã ta, La Chiếu lại nói, chẳng lẽ không làm gì được lão ta hay sao? Tô Nguyên bạch cao mày, tên này có phần mềm không được cứng không xong, dưới tình hình trước mắt thật sự là không làm gì được lão ra, người ta ngày cả mông của trưởng lão thiên nữ giáo Huệ Thanh Bình cũng sợ rồi, còn cả ngày trêu gẹo Huệ Thanh Bình, rêu rao muốn lấy người ta, đã trở thành trò cười. Ông ta nói ra chuyện hoang đường được biết bên phía nước Yến. La Chiếu sau khi nghe xong á khẩu không trả lời được, Văn Du cũng chấn kinh với việc ngô công lĩnh cả gan làm bậy, loại người này e là thật sự không hù dọa nổi. Ba vị trưởng lão nói đến việc này cũng giờ khóc giờ cười, ngược lại là rất muốn xem Huệ Thanh Bình bị chọc tức đến ra sao sao rồi, thế nhưng tạm thời cũng không tiện rời khỏi bên này. Tạm thời dừng nói chuyện phiếm, đồng ứng lai nói, đại đô đốc, đối với quyết định chiến sự bên trên, còn có ý kiến gì khác để chúng ta truyền đạt hay không? La Chiếu quay đầu tình hình ghi chú bên trên bản đồ, hận thì hận, nhưng mà ngô công lĩnh dẫn dắt thế cục đến tình trạng này, đã là nước đổ khó hốt, thật sự muốn để ngô công lĩnh khơi màu chiến sự bên biên giới lên, nếu như lão ta không đáng, nếu như triều đình không đánh, không cách nào giao phó với ba đại phái. Tề Kinh, trong giảng võ đường Hoàng Cung, trước một bức địa đồ diện rộng được treo, tụ tập một đám người quân cơ, Tề Hoàng Hạo Vân Đồ cũng ở đó. Thượng tướng quân Hồ Diên vô hận đích thân cầm gậy giải thích chiến sự nước Yến cho Hạo Vân Đồ, sau khi đem mọi tình hình tiến hành phân tích, cán tay điểm lên vị trí chỗ ở đại khái của quân đội Ngô Công Lĩnh, bệ hạ, bây giờ phản quân đến nơi này cho phủ nơi đó của nước yến đều áp dụng kế sách vườn không nhà trống không cho phản quân cơ hội bổ sung vật liệu lương thực của quân đội sở thuộc ngô công lĩnh không cách nào kiên trì quá lâu quan sát động tính quân đội sở thuộc ngô công lĩnh có lẽ là chuẩn bị xông tới nhân mã biên cảnh nước yến tạo ra cơ hội tấn công tốt cho đại quân nước tống bằng không phản quân ngô công lĩnh rất khó có con đường sống khác sắc mặt hạo vân đồ ngưng trọng nói như thế đại chiến hàn tống với nước yến là không thể tránh khỏi Hồ Diên vô hận nói, phương hướng sông chính là nước tống, nước hàn bên kia đoán chừng sẽ không vội vã động thủ, đoán chừng sẽ ngồi nhìn một phen trước, có điều chỉ cần nước yến đánh nhau, nước hàn sớm muộn muốn xuất binh. Hạo Vân đồ gật đầu, có thể lý giải ý trong lời nói của ông ta, không nhịn được cười lạnh một tiếng, lâm trận đổi xoái. Thương kiến hùng a à, thương kiến hùng, người bảo chậm nói người cái gì mới được đây. Thượng tướng quân, chiến sự nước yến chẳng lẽ không có cách nào cứu vãn hay sao? Hồ Diên vô hận gọn gàng nhanh chóng nói, đánh bại quân địch, đem quân địch đánh lui. Hạo Vân Đồ, người cảm thấy nước Yến bây giờ còn có thể đánh bại hai nước Hàn Tống hay sao? Hồ Diên vô hận, cũng không phải không có khả năng, thương kiến bá cũng chưa chết được bao lâu, để lại những bộ hạ cũ kia, cũng là nhân mã đầy kinh nghiệm xa trường, chinh chiến xa trường cũng không tầm thường, chính là gia cơ cuối cùng chống đỡ nước Yến không ngã khiến người khác không dám tùy tiện mạo phạm. Nếu như có một lương tướng bày mưu lập kế hơn nữa thiện dụng, cho dù là ai cũng không dám khinh thường. Nhưng vấn đề là hành động của Thương Kiến Hùng, muốn tụ tập những người này quên mình phục vụ mệnh lệnh e là không có khả năng, bởi vì những người đó rất rõ ràng, có tiếp tục bán mạng như thế nào, sau cùng Thương Kiến Hùng vẫn là muốn diệt sạch bọn họ. Mà chỉ cần bọn họ có thực lực, cho dù là nước yến sụp đổ, thì chẳng qua là thay đổi triều đại. Sau đại chiến, Hàn Tống tiêu hao rất lớn, theo sự bành trướng của khu vực, lực lượng đối lập phân tán, hơn nữa còn sắp đối mặt cục diện Hàn Tống tranh chấp, dưới tình hình như vậy chỉ cần các nước chư hầu đồng ý quay sang tham gia vào hàn tống chắc hẳn là đồng ý tiếp nhận hàn tống sẽ không buông tha cho vương quyền nước yến sẽ không bỏ qua ba đại phái nước yến sẽ không buông tha cho ba đại phái nước yến các nước chư hầu nắm binh quyền trong tay bên dưới kia cùng với môn phái bảo vệ các nước chư hầu nên đề cao cầm binh vẫn là đề cao cầm binh như cũ thậm chí là một số quan lại triều đình nước yến sau đó cũng đều có khả năng đạt được mức độ trọng dụng nhất định bởi vậy những người này vào thời khắc sống còn đều có đường lui chỉ sợ là chưa chắc bằng lòng phục vụ quên mình, cho dù chịu phục vụ quên mình, không đoàn kết cũng khó có thành tựu. văn vộ đệ nhất phó vô đệ nhị, không đánh ra được kết quả thật sự. giữa các nước chưa hầu ai có thể phục ai. muốn chống lại hàn tống, triều đình nước yến vẫn có thiếu một người đủ uy tín để các nước chưa hầu phục tùng nghe theo mệnh lệnh. lai lịch của một số võ tướng thương vĩnh trung và yến đình căn bản không áp chế được hãn tướng kiêu binh kia. hạo vân đồ nghe lời này trong lòng lạnh lẽo từng cơn, liên tưởng rất nhiều nếu như nước yến sụp đổ ai có thể bỏ qua cho ông ta tất nhiên là đuổi cùng giết tận mà các quan viên bên dưới kia biết rõ tình hình dân phong nơi đó chỉ cần đồng ý vì tân quyền dốc sức có một bộ phận có thể bảo vệ vinh hoa phú quý như cũ chỉ có điều thay đổi chủ tử mà thôi ông ta cũng biết điều mà hô diên vô hận nói chính là tình hình thực tế chiến đến một mức độ nhất định những tu sĩ đó muốn khống chế các chư hầu kia không có dễ dàng như vậy người ép người ta liều mạng cũng không có tác dụng cho dù là đao kề trên cổ người ta cũng tuyệt đối có thể khiến cho người thua đến choáng váng, người thua đến không còn cách nào khác. Một khi tình hình chung mất khống chế, hoặc không thể cứu vãn, các loại tình huống tuyệt đối sẽ liên tiếp xuất hiện. Sau khi Hảo Vân đồ hơi đắn đo hỏi, mông sơn minh. Hồ Diên vô hận gật đầu, cho dù là thương triều tông cũng được, thương kiến bá qua đời, sức ảnh hưởng đối với các chư hầu không tránh khỏi hạ lên người thương triều tông. Thêm vào đó thương triều tông ở Nam Châu gần như là tay trắng dựng nghiệp, lại mấy trận chiến, đủ để củng cố sức ảnh hưởng của thương kiến bá để lại cho y. Mông Sơn Minh, nếu thương triều tông lâm nguy như xưa, chỉ sợ ông chưa chắc sẽ ra sức. Yến Đình nếu như thật sự hại chết thương triều tông rồi, chẳng khác nào chặt đứt một sợi trói buộc cuối cùng đối với Nam Châu, nhân mã Nam Châu thật có thể trở thành ngựa hoang mất cương, bị dọa dẫm kinh sợ chút liền có thể hướng về một phương hướng khác mà chạy đi. Trong cung nước tấn, đại tướng quân Doãn Trừ cũng nói cho tề hoàng thái thúc hùng hướng đi khả thi của chiến sự nước Yến. Thiệu Bình Ba bên cạnh ngồi nghe, tâm tư chăn trở, theo phát triển của thế cục, Yến Đình có bỏ qua cho thương Triều Tông hay không đều khiến Y khó cả đôi đường, nếu như bỏ qua bất lợi cho kế hoạch bên này, nếu như không bỏ qua, Y suy bụng tơ ra bụng người, đối với Nhiêu Hữu Đạo không phải chuyện xấu, đồng nghĩ làm cho trên người Nhiêu Hữu Đạo bớt đi một bộ xiềng xích. Đại quân truy kích ngừng đi về phía trước, Thương Vĩnh Trung dẫn đầu nhanh như tên bắn từ bên cạnh vụt qua, tìm được Tô Khải Đồng người hạ lệnh bảo đại quân ngừng tiến lên, kết quả lại thấy phụ trách hậu phương nhân mã đồ châu an hiển triệu cũng ở đó thương vĩnh trung nhảy xuống ngựa dưới sự hộ vệ của một đám người chất vấn hai vị tướng quân vừa mới xuất phát chỉ có một canh giờ chẳng lẽ lại muốn ngừng nghỉ ngơi hay sao phản quân chạy trốn làm hại cần nhanh chóng đuổi theo tiêu diệt mới phải tô an hai người đưa mắt nhìn nhau người phía trước cho người lấy địa đồ đến mở ra chỉ vào nói vương ra tình hình không đúng hướng đi của ngô công lĩnh dường như muốn hội hợp với nhân mã nước tống An Huynh cũng có suy đoán này, đặc biệt đến thương nghị với ta, hai chúng ta tình cờ trùng hợp. chương 973, Pháp thuật ta biết thế nhưng là thiên địa đại Pháp 2. Thương Vĩnh Trung nhìn trầm trầm bản đồ một hồi, lắc lắc đầu, hoài nghi nói chưa chắc đâu. Vùng đất biên cảnh có trọng binh tụ tập, phía sau có đại quân truy sát, một khi bị hai quân giáp công, chẳng phải là tự tìm đường chết sao. Tô, An hai người, nháy mắt, một người nhìn lên chờ, một người nhìn xuống đất. Nhìn dáng vẻ hai người, sắc mặt thương vĩnh trung có chút không vui, lão ta lại không ngốc, sao có thể không nhìn ra hai người lộ ra ý khinh thường đối với lão ta, không nhịn được trầm giọng nói chẳng lẽ lời nói của bổn vương có thiếu sót. An hiển triệu nhấc tay dựng bản đồ vang lên soạt soạt nói, Tống Huynh đã nói là hội hợp với nhân mã nước Tống, vương gia cho rằng nước Tống là đầu gỗ đứng yên không động hay so. Ngô công lĩnh 300.000 đại quân, nhân mã đều là kinh nghiệm xa trường lâu năm, vương gia cảm thấy nhân mã các châu phủ tụ lại phải điều động bao nhiêu nhân mã mới có thể chịu được một trận. Biên cương tuy có trọng binh, nhưng là bố trí canh phòng trải dài biên cảnh nước Yến, một khi 30 vạn nhân Mã Ngô Công Lĩnh đến nơi, chỉ cần tấn công một điểm, liền gỡ bỏ toàn bộ phòng tuyến, chẳng lẽ nhân mã trên dưới phòng tuyến có thể ngồi yên không để ý đến sao? Tô Khải đồng buông tiếng thở dài, nhân mã trên dưới ngồi yên không để ý, phòng tuyến nhất định bị Ngô Công Lĩnh xuyên thủng, nếu chạy đến gấp rút, lực lượng phòng tuyến ở những nơi khác lập tức trở nên mỏng yếu, dưới hai tình huống đều tạo ra cơ hội vượt sông tuyệt hảo cho Tống quân nghe thấy lời ấy sắc mặt thương vĩnh trung biến đổi cuối cùng tỉnh ngộ ra dường như có chút luống cuống không được tuyệt đối không thể để lão ta được như ý lập tức truyền lệnh toàn quân tăng tốc về phía trước cần phải ngăn cản phản quân không hoảng hốt cũng không được một khi để phản quân để phản quân được như ý lão ta nghĩ cũng nghĩ ra được bản thân sẽ đối mặt với gì an hiển triệu khoảng cách giữa hai bên đại quân ở đây tốc độ cũng bày ra ở đây không phải nói muốn đuổi theo thì có thể đuổi theo nếu như vương gia có thể đem lực lượng còn thừa lại của các châu phủ tụ họp lại, để nhân mã các châu phủ không tiếc vốn gốc liều chết chiến đấu, ngược lại còn có khả năng mau chóng ngăn lại, bằng không áp dụng quấy rối ngăn cản 300.000 nhân mã căn bản không có tác dụng. Ta lập tức báo lên triều đình đốc thúc, thương vĩnh trung ném lại lời nói liền chạy, một khắc cũng không dám chậm trễ. Hừ, an hiển triệu nghiêng đầu nhổ bãi nước bọt, trò đùa gì vậy, nếu như thật sự nghe lão ta chỉ huy, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết kỳ thực không cần thương triều tông báo lên theo chiều hướng thúc đẩy đại quân của ngô công lĩnh càng ngày càng rõ ràng thế lực khắp nơi lần lượt đoán ra ý đồ của ngô công lĩnh biến hóa thế cục tác động đến lợi ích của tất cả những người liên quan tin tức hai nước tề vệ đã lần lượt đến yến kinh trước một bước hai nước nói rõ quan hệ kịch liệt với yến đình đồng thời cũng tạo áp lực với yến đình hy vọng yến đình có thể thả thương triều tông cũng tiến hành trấn an bảo thương triều tông dẫn đầu nhân mã nam châu nhanh chóng tham dự Thương kiến hùng sao có thể dễ dàng thả thương triều tông, ý chỉ là ý chỉ của thương kiến hùng ông ta, bây giờ thay đổi, đánh vào mặt đau đến cỡ nào. Nhưng thế cục thật sự khiến thương kiến hùng khẩn trương, huy định tấy cả các lực lượng có thể huy động, thúc ép nhân mã châu phủ phương hướng phản quân chạy trốn không tiếc cái giá lớn để ngăn cản. Dưới áp lực vội vã, thậm chí là lấy cái chết để uy hiếp, châu phủ phương hướng phản quân chạy trốn không ngừng ở con đường phía trước thiết lập chướng ngại, đào đường, chắn đường, làm gãy cầu, nghĩ hết biện pháp ngăn cản kỹ thuật vặt vẽ này sao có thể ngăn nổi ngô công lính, chướng ngại giống vậy cũng bị ngô công lính để dành cho truy binh phía sau, ví dụ như sau khi dựng cầu đi qua, ngô công lính cũng phá cầu y như vậy, để bọn họ hưởng thụ một chút. Châu phủ dọc đường lại tập kết trăm ngàn nhân mã ở đường đi nơi hiểm yếu phản quân phải qua bố trí trận đánh, kết quả bị ngô công lính một lần công phá, không tiếp nhận đầu hàng chết, tàn sát hết. Khiến nhân mã châu phủ phía trước kinh hoàng khiếp sợ, các loại khó khăn xuất hiện, không ngừng cầu viện triều đình. Ba phái lớn cũng khẩn trương, đầu tiên năm vị trưởng lão ba đa đại phái đã không chịu nổi áp lực, ép các nước chư hầu không tiếc giá phải trả tàn lực tăng tốc truy đuổi phản quân. Các nước chư hầu năm lộ bị ép đến không còn cách nào khác, gần như là ngày đêm truy đuổi, tướng sĩ ít có thời gian nghỉ ngơi, mắt thấy ngược lại là cách phản quân càng ngày càng gần rồi. Trên sườn núi, trong đội ngũ phản quân đi qua, có một lộ nhân mã trở về, một đám người lập tức ở trên sườn núi nhìn ra xa, chính là đám người ngô công lĩnh dưới sự bảo vệ của một nhóm tu sĩ truy binh sắp đến, đại tướng quân đột nhiên trở về là có ý gì? Toàn Thái Phong hỏi một câu, ngô công lĩnh cười ha ha, truy binh có gì đáng sợ, ta muốn ngăn cản hắn ta, phất tay liền có thể giải quyết. Huệ Thanh Bình cũng ngồi trên lưng ngựa cách đó không xa hừ lạnh một tiếng, nói khoác mà không biết ngược. Ngô công lĩnh quay đầu lại nhìn, bình bình, biết pháp thuật cũng không chỉ tu sĩ các người, pháp thuật ta biết thế nhưng là thiên địa đại pháp, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào, nếu ta có thể thi pháp dễ dàng ngăn cản truy binh, Ngươi liền gả cho ta thế nào? Có một số tên gọi kêu mãi kêu mãi cũng thành thói quen, Huệ Thanh Bình lạnh lùng nói, nếu là nói khoác thì như thế nào? Bạch Ngô Công Lĩnh rút kiếm ra khỏi vỏ, gảy nhẹ mũi kiếm, nếu như đại pháp không linh nghiệm, nguyện tự mình dâng thủ cấp lên. Thấy lão ta thập phần phấn khích, trong lòng Huệ Thanh Bình cuối cùng có chút không chắc chắn, giả vờ khinh thường nói, ai muốn cái đầu chó của ngươi chứ? Ngô Công Lĩnh pha trò trêu chọc nói, chẳng lẽ sợ rồi không dám đánh cược? cho dù là ai cũng có thể nghe ra đây là phép khích tướng huệ thanh bình cũng không ngoại lệ nhưng mà chịu nhục với người này kích động lẫn nhau chẳng lẽ sợ rồi bà ta há có thể ở trước mặt mọi người ra vẻ mình sợ lão ta huống chi bà ta mới không tin tên chó chết miệng đầy lời nói rằng có thể có thiên địa đại pháp gì đó quả quyết nói được cược chỉ sợ ngươi lật lỏng không dám tự sát ngô công lĩnh vậy không ngại lặp lại một lần khoản đặt cược nếu như ta thua cuộc nguyện dâng thủ cấp của mình lên cho huệ thanh bình ngươi thì sao ánh mắt mọi người nhìn vù vù nhìn chằm chằm huệ thanh bình đến nỗi một tên đệ tử của huệ thanh bình nhẹ nhàng kéo ống tay áo của huệ thanh bình xuống tỏ ý sư không nên đánh cược không kéo tay áo này còn đỡ tay áo vừa kéo huệ thanh bình vốn có chút do dự sao có thể tỏ ra yếu kém lúc này cắn răng nói nếu như ngươi thật sự có thể thi triển ra thiên địa đại pháp ngăn cản truy binh ta liền gả cho ngươi như thế nào các đại tu sĩ sau phái hai mặt nhìn nhau đều đổ mồ hôi lạnh thay cho huệ thanh bình loại cảm giác này rất là quái lạ mọi người đều cảm thấy ngô công lĩnh không thể nào thi triển ra thiên địa đại pháp gì đó không thể nào thắng nhưng lại là lo lắng huệ thanh bình sẽ thua thật tế là dọc đường đi này đối mặt với vây đuổi chặn đường của nước yến ngô công lĩnh quả thực biểu hiện ra năng lực khá cao nhìn như thô tục không thể tả nhưng quả thực có bản lĩnh ngô công lĩnh người lo lắng ta thất hứa ta còn lo lắng người nuốt lời không ngại mời các vị ở đây làm chứng các vị có đồng ý làm nhân chứng cho khoản cược của hai chúng ta không mọi người lại lần nữa ngơ ngác nhìn nhau Toàn Thái Phong cười khan một tiếng, loại chuyện này, chúng ta làm chứng được không? Mấy vị trưởng lão khác cười có chút giảo hoạt, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Chương 974, lực lượng thần minh. Thấy như vậy, Ngô Công Lĩnh lại nói, nếu các vị do dự, vậy thì không miễn cưỡng nữa, nhưng miệng nói không bằng chứng, không ngại làm chứng từ làm chứng. Dứt lời cũng mặc kệ ý kiến mọi người, bàn tay lớn vén chiến giáp lên, kéo giáp áo bảo xuống, vung kiếm cắt đứt lưỡi kiếm lại không do dự cắt đầu ngón tay, viết xuống huyết thư tại chỗ. Vết thương nhỏ này, đối với người đi ra từ trong núi thây biển máu như lão ta mà nói, mắt cũng sẽ không chấp một cái. Huyết thư viết xong, tiện tay vê tròn rồi ném đi, ánh mắt mọi người nhìn theo huyết thư xẹt qua không chung, chờ mắt nhìn huyết thư rơi vào tay Huệ Thanh Bình. Huệ Thanh Bình kéo vải bố xem, khoản đặt cược của ngô công lĩnh ở bên trên, từng chữ làm chứng, không có sai. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Huệ Thanh Bình tiến thoái lưỡng nan, có cảm giác bị ngô công lĩnh đưa vào đường cùng Bà ta hoàn toàn có thể ném vải bố Không cực nữa Nhưng bà ta luôn luôn bình tĩnh Lần này thực sự nuốt không trôi cơn giận này Lại quay đầu quát lên đem giấy đến đây Bà ta mới sẽ không ở trước mặt Mọi người xé rách hy phục của mình Sau đó giao quần áo của mình cho tên cận bá kia Sư phụ Đệ tử cẩn thận nhắc nhở một tiếng Đem đến đây Huệ Thanh Bình nổi nóng gầm thét Đệ tử đành phải lật ra một tấm giấy trắng đưa cho Huệ Thanh Bình lôi đến tay không cần phiền phức như Ngô Công Lĩnh, thi pháp một chút, đầu ngón tay liền vỡ ra máu, cũng ở ngay tại chỗ viết xuống khế sách khoản đặt cược, sau đó tiện tay hất tấm giấy một cái, phù một tiếng như lưỡi dao bổ về phía Ngô Công Lĩnh, cảm giác thừa cơ giết người diệt khẩu. Đàn đông tinh hộ vệ bên cạnh Ngô Công Lĩnh lập tức vươn tay cản lại, đỡ được một kích này cho Ngô Công Lĩnh, cũng bắt được tấm giấy đó. Ông ta nhịn không được xem nội dung trên tờ giấy, nội dung bên trên ông ta xem đến miệng lệch đi, sau đó đưa giấy cho Ngô Công Lĩnh chỉ là ánh mắt hơi kỳ lạ. Nội dung trên giấy đến ta xem qua, Ngô Công Lĩnh ngửa mặt lên trời ha ha cười lớn, cười đến Huệ Thanh Bình xanh cả mặt. Những người còn lại vẻ mặt hiếu kỳ, đều muốn xem Huệ Thanh Bình viết gì trên giấy. Toàn Thái Phong mặt dày hỏi một tiếng, đại tướng quân không phải để chúng ta làm chứng sao, có cho ta xem một cái hay không? Huệ Thanh Bình ánh mắt phẫn nộ nhìn, Ngô Công Lĩnh lại rất hào phóng, đem khế sách giao cho mọi người truyền xem. Sau khi đám người lần lượt xem qua, vẻ mặt từng người vô cùng cổ quái phát hiện huệ thanh bình thật sự viết cam kết khoản đạt được nếu như thua rồi thì gả cho ngô công lĩnh các loại ánh mắt từng người một nhìn về phía huệ thanh bình cũng rất cổ quái cảm thấy một người phụ nữ bình thường rất bình tĩnh hôm nay thế nào rồi loại cược này cũng có thể đánh sao ngô công lĩnh là tên điên kiêm vô lại thua cuộc rồi không giữ lời hứa thì ngươi như thế nào tất cả mọi người cũng không thể để ngươi giết lão ta ai cũng biết bất kể thắng thua chỉ cần huệ thanh bình ký khoản đặt cược này Thế mà đánh loại cực này với Ngô Công Lĩnh, truyền ra ngoài chính là trò cười lớn, trên danh nghĩa cũng đã thua trước rồi. Huệ Thanh Bình bị mọi người nhìn đến xấu hổ giận dữ khó nhịn, tức giận quát mắng: "Thiên địa đại pháp của ngươi ở đâu, còn không thi triển ra ngăn cản truy binh?" Ngô Công Lĩnh không chút lo lằn, sau khi khế sách trở về, cất dấu thật kỹ ở trong lòng, sau đó vung kiếm nhắm thẳng lên bầu trời, dưới ánh mặt trời, mũi kiếm chiếu sáng rực rỡ. Lại phối hợp với vẻ mặt đột nhiên thành kính bộ dáng nghiêm túc của lão ta, ngược lại hù dọa mọi người một trận, thậm chí có người lầm bẩm trong lòng, chẳng lẽ tên đần này thật sự có thiên địa đại pháp gì đó. Đám người đợi một hồi, nhìn chung quanh một chút, nhìn trời, lại nhìn bà ta, không thấy bất cứ dị thường nào, chỉ thấy không chung vài con chim rừng bay tới bay lui mà thôi. Người nhìn ta, ta nhìn người, có người cười khổ, dường như đang nói, còn thật sự tin lời quỷ của lão ta, lời nói hoang đường lại thiếu chút nữa tin lão ta rồi. Huệ Thanh Bình khuôn mặt lạnh lẽo cười khẩy, thiên địa đại pháp của ngươi ở đâu? Ngô Công Lĩnh không trả lời, quay đầu liếc nhìn bà ta một cái, ánh mắt lại nhìn về phía mũi kiếm, sau đó đưa mắt nhìn về phía bầu trời, chợt lớn tiếng nói, "Trời xanh ở trên, Ngô Công Lĩnh xin bái, khẩn xin trời xanh cho mượn thần lực dùng một chút, giúp ta ngăn cản truy binh." Ngữ khí trầm bổng, trông vẻ như thật sự có chuyện đó. Đám người lại ngẩng đầu, nghiêng đầu, quan sát khắp nơi, sau khi đợi một hồi, vẫn là không thấy bất cứ dị thường nào, ngược lại tòa kỵ dưới người thỉnh thoảng lại đánh hơi vài cái. Trong chốc lát, Huệ Thanh Bình lại cười lạnh, "Ngô đại tướng quân, thiên địa đại pháp của ngươi đâu?" Ngô Công Lĩnh buông kiếm ở trong tay xuống, sau khi bảo kiếm chậm rãi trở vào bao, mới nhẹ nhàng trả lời, "Gấp cái gì chứ, trời đất lớn như thế, lời ta nói chuyển đến thần linh đất trời vậy đương nhiên là cần chút thời gian, đợi thần linh nghe thấy, đương nhiên sẽ lấy thiên địa đại pháp ngăn cản truy binh cho ta." Mọi người không khỏi tức cười, phát hiện vị này cũng thật là lời gì cũng dám nói ra, lời nói vớ vẩn đầy miệng. Huệ Thanh Bình lại không cười nổi lạnh lùng nói, nếu như vẫn không có phản ứng, có phải là thần linh không nghe thấy hay không? Ngô công lĩnh, người yên tâm, ta kinh nghiệm xa trường lâu năm, nhiễm không ít huyết sát chi khí của tướng sĩ, khi trùng lăng tiêu, nếu như ta thành tâm cầu khấn, trời xanh nhất định có thể nghe thấy. Huệ Thanh Bình, khi nào có thể nghe thấy? Ngô công lĩnh nhìn nhìn sắc trời, trời đất lặp đi lặp lại cần chút thời gian, trước hoàng hôn, nhất định có phản ứng. Nếu như trước hoàng hôn không có trả lời ta rút kiếm tự sát là được. Nói thoải mái, lão ta nói như vậy trái lại khiến huệ thanh bình biết rõ lão ta nói sằng bậy cũng không thể nói gì hơn nhưng mà vẫn chưa đến hoàng hôn gần nửa canh giờ sau trời đất quả nhiên xuất hiện dị động chỉ nghe thấy phương xa phía bên phải truyền đến tiếng nổ dẫn đến mọi người cùng nhau nghiêng đầu sang nhìn tiếng nổ càng ngày càng vang cũng càng ngày càng gần dường như ngay cả trời đất cũng lắc lư sắc mặt mọi người thay đổi ngô công lĩnh ngược lại vô cùng bình tĩnh hào tay chắc lại tế bái trời xanh tạ thần linh chiếu cố ngô công lĩnh một lời thành khẩn Mọi người nhìn lão ta, rất là nghi ngờ không thôi, chẳng lẽ tên này thực sự đã mượn lực lượng thần linh. Tiếng nổ tới gần, thiên địa dị tưởng, kinh động chim muông trong núi rừng bốn phía tản đi khắp nơi. Rất nhanh, ở phía xa bên trái có thứ trắng lóa cuồn cuộn đến, là bọt sóng. Một dòng lũ lớn như đéo gỗ mục đến, cỏ cây văng tung tóe, sóng chiều cuồn cuộn nháy mắt đến, từ dưới núi đổi trước mắt mọi người lao nhanh qua, sóng lớn vỗ bờ, hơi nước mù mịt, mọi người cưỡi ngựa trong kinh hoàng bị cường ép gìm chặt tiếng thủy triều đi xa chỉ còn lại một mảnh nước đục tẩy rửa đục ngầu lại tung bay đầy tạp vật trong mắt đại dương minh mông gợn sóng sau khi tiếng nổ qua đi mọi người lần lượt quay đầu nhìn ngô công lĩnh gặp biến không sợ hãi vẻ mặt từng người một hoảng sợ trong phạm vi mấy chục dặm này cũng không thấy sông lớn nước lũ ào ào từ đâu đến chắc lẽ tên này thật sự có thể nói chuyện với trời xanh huệ thanh bình có chút sợ ngây người đến khi tiếng nói của ngô công lĩnh truyền đến bà ta mới lấy lại tinh thần chỉ thấy ngón tay ngô công lĩnh chỉ trời đất kinh biến sau khi thoáng qua ở trước mắt hỏi mọi người các vị ta mượn trời xanh một vùng ngập nước giữa đất trời này có được tính là thiên địa đại pháp hay không thiên địa đại pháp này của ta có thể ngăn truy binh hay không mọi người nghẹn lời không nói gì vẫn nhìn lão ta như nhìn quái vật ngô công lĩnh nhìn về phía huệ thanh bình trợn tròn mắt lớn tiếng nói huệ thanh bình nhớ lấy trời đất làm chứng từ hôm nay trở đi ngươi chính là người phụ nữ của ngô công lĩnh ta dứt lời ngửa mặt lên trời ha ha cười to, cười đến phải gọi là tùy ý và điên cuồng. chương 975, Chiến tranh Diệt Quốc 1 Sau đó thấy lão ta đẩy tỏa kỷ, phóng ngựa đi vội vã, một đám người ngây ngốc đưa mắt nhìn. Duy chỉ có đơn đông tinh đi theo trong lòng cười không ngừng, thực sự là phục mô công lĩnh, diễn thật giống, thấy qua không biết xấu hổ, chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ đến như vậy. Người khác không rõ, ông ta lại vô cùng rõ ràng, để thoát khỏi truy binh, ngô công lĩnh nhìn bản đồ cân nhắc rất lâu vào một ngày trước lặng lẽ phái ra một nhánh tiểu đội nhân mã bí mật xuất phát đi đến một dòng sông lớn nào đó lệnh nhân mã ở nơi chỉ định đào hủy sông đê sở dĩ bí mật là sợ sau khi để lộ tin tức nguy hiểm cho sự an toàn của nhánh tiểu đội nhân mã kia bằng không triều đình tuyệt đối sẽ không tha cho nhánh tiểu đội kia nhân mã kia mà ông ta sở dĩ biết rõ việc này là bởi vì tiểu đội nhân mã chính là đệ tử đồng tiên các của ông ta không biết mới là lạ sau khi tiểu đội nhân mã sau khi đến được chỗ cần đến vẫn luôn đợi lệnh, đến khi đại quân bên này qua khỏi địa thế Ngô Công Lĩnh cần, Ngô Công Lĩnh mới chuyển ra tin tức để người động thủ đào hủy sông đê, bởi vậy mới dẫn đến nước lũ cuồn cuộn này. Nhưng đơn đông tinh có mơ cũng không nghĩ đến, Ngô Công Lĩnh thế mà lại vô sỉ đến lấy bí mật hành động lần này làm khoản đặt cược, dùng để giả thần giả quỷ lừa gạt nữ nhân, thế mà dùng cái này gạt được Huệ Thanh Bình hạ khế sách gả cho. Nếu không phải trước đó ông ta biết rõ tình hình, Ông ta đoán chừng biểu diễn như thật sự có chuyện đó của Ngô Công Lĩnh cũng có thể lừa được ông ta, quá bị ổi rồi. Trên sườn núi mọi người lần lượt quay đầu nhìn Huệ Thanh Bình, vẻ mặt từng người một rất đặc sắc, sau đó lần lượt phóng ngựa chạy xuống sườn núi đuổi theo, muốn làm rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một đám đệ tử thiên nữ giao yếu ớt nhìn Huệ Thanh Bình, sau sững sờ ở trong gió. Trên đường, Ngô Công Lĩnh quay đầu nhìn người đuổi theo ở phía sau, đột nhiên nói với Đơn Đông Tinh, "Đơn huynh, việc phía người đào hủy sông đê, đánh chết cũng không thể thừa nhận, bằng không chính là phá hỏng chuyện trung thân đại sự của ngô mỗ, khoản đặt cược nhưng là muốn chặt đầu ta. Đơn đông tinh giờ khóc giờ cười, hiểu rồi, hiểu rồi. Khói bụi tản đi, một bên mấp mô liếc mắt nhìn không thấy bờ, sử tân mộ tiên phong dẫn dắt nhân mã phục châu đuổi theo ghim cương ngừng. Quân sĩ đi trước thăm dò một phen mang theo một chân bùn lầy quay về, báo cho không cách nào đi tiếp. Nước lũ tuy đã rút, nhưng đất bị nước lũ ngâm qua giống như đầm lầy, người đi xuống ngay cả rút chân cũng khó, Thiên quân vạn mã căn bản không cách nào đi qua. Quay đầu nhìn nhân Mã Phục Châu mình không nề hà vất vả phong trần mệt mỏi đuổi theo, đã sắp mệt đến không ra hình người. Khổ cực đến thành như vậy, mắt thấy sắp đến gần phản quân, nhưng lại thất bại trong gang tấc, sự Tân mộng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ông ta cũng biết lần này để Ngô Công Lĩnh chạy trốn thì phiền rồi. Sau đó, chưa hầu các nước mấy lộ truy kích không thể không vòng đường xa mà đi, lại tranh thu được mấy ngày chạy trốn cho Ngô Công Lĩnh cho dù là ai cũng nhìn ra trận nước lũ này không phải là vô duyên vô cớ, nhất định là ngô công lĩnh gây nên vỡ đê, mục đích chính là để ngăn cản truy binh. Những tu sĩ bên cạnh ngô công lĩnh, bao gồm cả Huệ Thanh Bình đều phản ứng lại, nhưng ngô công lĩnh chính là sống chết không chịu thừa nhận, ra mặt dày vô cùng, nhất định phải nói là thần lực mình mượn. Càng quá đáng hơn là, lão ta một chút cũng không che giấu, đem khế sách gả cho mà Huệ Thanh Bình viết kia giao cho đại quân dưới chướng truyền đọc, để các huynh đệ cùng vui ngô công lĩnh mở miệng khép miệng huệ thanh bình đã là nữ nhân của lão ta truyền lệnh đại quân sau này nhìn thấy huệ thanh bình như nhau gọi là ngô phu nhân huệ thanh bình xấu hổ giận dữ khó nhịn dường như kích động muốn tự sát đối mặt với ngô công lĩnh không biết xấu hổ huệ thanh bình triệt để bại lui quay trở về thiên nữ giáo nói một cách chính xác là thiên nữ giáo cưỡng ép gọi huệ thanh bình trở về thiên nữ giáo cho rằng huệ thanh bình đã mất đi lý trí ngay cả mánh khóe cấp thấp như thế cũng có thể mắc bẫy không phải mất đi lý trí thì là gì liền cưỡng ép sai người thay thế cho bà ta huệ thanh bình thất bại tan tác mà quay trở về tin tức không bao lâu đã truyền đi khắp thiên hạ thanh danh của huệ thanh bình coi như toàn toàn hủy trong tay ngô công lĩnh sau khi huệ thanh bình trở về thiên nữ giáo không bao lâu liền bị xóa bỏ chức vị trưởng lão đã hoàn toàn trở thành trò cười của giới tu hành tiếp tục làm trưởng lão cũng không thích hợp bản thân huệ thanh bình cũng xấu hổ khó chịu đựng cũng không làm hành động chống cự nào tiếp nhận quyết định của thiên nữ giáo từ đó thoái vị ẩn cư nhưng điều nhớ mãi không quên vẫn là giết ngô công lĩnh. Ồ, còn có chuyện như vậy, ngoại thành Yến Kinh, ở ngoài một canh nhà tranh giữa non xanh nước biếc, sau khi nghiêu hữu đạo nghe phong thanh tin này dựng đứng chữ kiếm, ít nhiều có chút kinh ngạc. Trước đó nghe nói ngô công lĩnh vội thua là muốn hợp lực với quân tống thì đã có chút ngoài ý muốn, thế mà đều bị động tác khác thường của ngô công lĩnh lửa gạt, lần này không ngờ đến ngô công lĩnh lại dở một màn này, chưa cần chiến đấu thì đã nhẹ nhàng đem trưởng lão ba đại phái nước Hàn bức cho thoái vị rồi, mới phát hiện tên ngô công lĩnh đó có chút thú vị. Cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, Yến Kinh đối với hắn mà nói là nơi nguy hiểm nhất, nhưng gần đây hắn lại trốn ở gần Yến Kinh. Cũng coi như là bị bất đắc dĩ lượng sức mà làm, đại quân trinh chiên hắn không hiểu, tham dự vào cũng không có tác dụng gì, đối mặt với tranh đấu thế lực lớn khắp nơi tu sĩ trên tay hắn chạy ra ngoài chẳng khác gì đi chịu chết, hơn nữa để tránh né sự tìm kiếm của ba đại phái nước Yến, Đặt trong tình huống thông thường, lực lượng ba đại phái nước Yến có thể phát động không thể khinh thường, trốn ở nước Yến chưa chắc có thể trốn khỏi, nhưng bây giờ ngay cả lực lượng bản thân của ba đại phái điều khiển cũng nghèo rất mồng tơi, đã khó phát động tìm kiếm quy mô lớn nhằm vào hắn. Từ khi Thương Triều Tông bị bắt đi, hắn liền đến một vùng ở Kinh Thành, đã gặp mặt đại tư đồ Cao Kiến Thành vài lần, bảo Cao Kiến Thành kín đáo chú ý thái độ đối với Thương Triều Tông trong triều. Một khi phát hiện thương kiến hùng có dấu hiệu hạ sát thủ đối với thương triều tông, yêu cầu Cao Kiến Thành phải vận dụng tất cả các lực lượng có thể vận dụng trong chiều của mình, không tiếc sau đó bị bại lộ Cao Kiến Thành cũng phải nội ứng ngoại hợp cứu thương chiều tông đi. Về phần cao gia, nhiều hiếu đạo cũng sẽ sắp xếp rút lui, bản thân Cao Kiến Thành cũng sẽ dùng tòa kỵ phi cầm đưa đi trước tiên. Cao Kiến Thành đáp ứng hắn, thật sự phải đi đến bước đó, tình hình quốc vận của nước Yến bây giờ càng ngày càng tệ, địa vị đại tư đồ này ông ta sẵn lòng từ bỏ. Đương nhiên, không đến bước đường cuối cùng, nhiều hiếu đạo không muốn để lộ Cao Kiến Thành, mà Ngưu Hữu đạo trốn ở một vùng ở kinh thành để phòng vạn nhất mưu tính việc này, để bảo vệ an toàn tính mạng của Thương Triều Tông, cũng đang tìm kiếm cơ hội thích hợp kéo Thương Triều Tông ra, không thể thật sự để triều đình bắt Thương Triều Tông bị bắt không quản. Về phần Thương Triều Tông chịu một ít nỗi khổ ra thịt, hắn đã thông qua cao kiến thành biết được, cao kiến thành đích thân đi vào trong thiên lao xem qua. Nỗi khổ ra thịt lần này, Thương Triều Tông có thể hiểu được cũng tốt, không thể hiểu được cũng thế, hắn cũng không quan tâm. Có một số việc giải thích cũng chưa chắc có thể khiến đối phương tin tưởng, tạm thời cho là để thương triều tông lấy đại cục làm trọng. Quản Phương Nghi, đúng vậy, việc này đã truyền khắp giới tu hành, chưa nghe nói người của Thiên Nữ giáo đi ra bác bỏ tin đồn, hẳn là sẽ không sai. Chương 976, chiến tranh diệt quốc 2. Huệ Thanh bình thế mà có thể gặp phải loại chuyện này, như Hữu Đạo hồi tưởng mấy lần tiếp xúc vị đại tỷ kết bái kia, nhớ mang máng cảm giác yêu việt tản ra từ trong xương cốt của bà ta thật không ngờ đến lại bị ngô công lĩnh làm cho gục ngã, này cần phải uất ức đến cỡ nào, ngẫm lại cũng có chút buồn cười. Nhưng thế cục trước mắt không khỏi làm nghiêu hiểu đạo buông tiếng thở dài, xem ra, ngô công lĩnh và quân tống hợp lại là không thể tránh khỏi. Quản phương nghi, sau khi ngô công lĩnh đào hủy sông đê, đại quân Bình Định đã không còn khả năng tiếp tục đuổi theo lão ta rồi. Mông Soái cũng cho rằng phòng tuyến trọng binh triều đình không chịu đựng được sự dày vò như vậy của Ngô Công Lĩnh, quân tống đánh vào nước Yến quả thực đã là chuyện không thể tránh khỏi chỉ có điều vương gia lại nói chưa chắc là chuyện xấu, có thể là cơ hội thoát thân. Thương kiến hùng e là rất khó nhả ra, trên thể diện bị bẽ mặt, xem ra phải để bên phía Nam Châu chủ động ra điều kiện rồi. Nghiêu hữu đạo vuốt cằm nói, ngô công lĩnh ngoài ý muốn tạo cơ hội cho hắn, trong lòng hắn lại không vui mừng nổi, một khi hàn tống tấn công vào nội cảnh nước Yến, thế cục trong ngoài khiến Nam Châu không cách nào yên phận. Võ lịch năm 530, đầu năm, dưới sự công kích của phản quân do phản tướng nước Yến Ngô Công Lĩnh xuất lĩnh, phòng tuyết trọng binh nước yến đại loạn nước tống chỉ tiêu hao cái giá cực nhỏ liền thừa dịp hỗn loạn vượt sông qua thành công tấn công vào nội cảnh nước yến trong doanh trướng, thường vĩnh trung xem qua cấp báo tiền tuyến chán nản té ngồi trên ghế sắc mặt vô cùng khó coi cấp báo trên tay tung bay rơi xuống đất trong lòng tràn đầy sợ hãi đại quân bên này của lão ta mới vừa vòng qua khu vực nước lũ nhấn chìm công kích của nước tống bắt đầu rồi một viên đại tướng nước yến xung đột chính diện với tống quân đã tử trận chiến sự vừa phát liền xa vào bất lợi tiền tuyến khẩn cầu chư hầu các nước mấy lộ tiến lên trước chi viện chặn lọt lưới. Vốn cho rằng việc Bình Định nắm chắc, ông ta mới chạy tới cướp công, ai biết được việc nắm chắc xảy ra ngoài ý muốn, Bình Định không những thất bại, ngược lại dẫn đến họa diệt quốc, trách nhiệm này ông ta cũng gánh không nổi. Đám người thầm ngộ hồng vội vã chạy vào trong doanh trướng, thấy ông ta vẻ mặt trông vẻ đau thương, nổi giận, đại tư mã, vừa tình báo khẩn, người còn có tâm tư ngẩn người. Trọng binh biên giới triều đình cũng thuộc về đại tư mã người thống điều, còn không mau hạ lệnh khẩn cấp. Thương Vĩnh Trung lấy lại tinh thần nhanh chóng nhặt cấp báo trên đất lên đứng dậy, lượn quanh bàn, đưa cho, biên quân cầu Việt, xin ba đại phái lập tức tạo áp lực cho quân Sử Tân Mậu Phục Châu, quân Trương hồ Trường Châu, quân từ Cảnh Nguyệt Cung Châu, lệnh nhân mã ba quân nhanh chóng đi trước tiếp Việt, ngăn chặn thế công quân Tống, bên này quân An Hiển Triệu và Tô Khải Đồn cũng phải lập tức chạy tới. Ta bây giờ phải lập tức hồi kinh gặp mặt bệ hạ. Thẩm ngộ hồng tay nắm vạt áo lão ta, cả giận nói, người thân là chủ soái toàn quân, không đích thân tới chiến trường suốt trận chỉ huy tác chiến, cửa ải này chạy về kinh thành trước tiên, tình hình chiến tranh lui tới đường xa như vậy, đợi đến khi quyết định hạ xuống, chiến cục đã sớm biến đổi rồi, còn chỉ huy thế nào nữa. Đạo lý này ngay cả người không biết đánh trận như ông ta còn hiểu, thường vĩnh trung lại dậm chân nói, sai rồi, sai rồi, thống soái toàn quân chân chính là bệ hạ, phụ trách chỉ huy là trung tâm quân cơ của bệ hạ, rất nhiều việc một mình ta không làm chủ được, cần xin bệ hạ định đoạt. Để tránh xuất hiện ninh vương thứ hai, thương kiến hùng tiến hành kiềm chế binh quyền đại tư mã. Mà bình định thất bại còn có cớ thoái thác, để lão ta đích thân chỉ huy đại quân nước yến tác chiến và lấy mạng của hắn có khác gì nhau, một khi chiến bại, trách nhiệm to lớn đó, thêm vào đầu của cả nhà lão ta cũng không đủ để chém. Thẩm ngộ hùng cả giận nói, thân là chủ soái, người bây giờ không thể đi, nhất định phải ở lại ổn định lòng quân, chủ soái chạy rồi, cuộc chiến này còn đánh như thế nào? Công việc phải xin bệ hạ định đoạt đưa tin là được, bây giờ nào cho phép ngươi chạy đi chạy lại. Bên này không để lão ta, thương vĩnh trung cũng không còn cách nào, một bên truyền lệnh đốc thúc các nước chư hầu mấy lộ tăng nhanh tốc độ chạy tới chiến trường, một bên triệu tô khải đồng và an hiển triệu sang thỉnh giáo. Sau đó một bên báo cáo quân tình, lão ta còn vừa âm thầm viết hai phong thư cho đồng mạch và cao kiến thành, để hai người giúp lão ta đẩy trách nhiệm, trốn tránh trách nhiệm thất bại bình định dẫn đến hỏa diệt quốc, đáp ứng sau đó hầu tạ. Biên cảnh Tổng Yến, dưới sự chỉ huy của La Chiếu thế tấn công của quân Tống hung mãnh, đại quân liên tục bại lui, khí thế khó cản. Từ khi Tần Diệt về sau, Thiên Hạ đã rất lâu không có xuất hiện lại chiến tranh diệt quốc, sau khi nước Tống chính thức phát động tiến công toàn diện, Thiên Hạ chấn kinh. Chiến sự liên tiếp thất bại, nội bộ triều đình nước yến loạn thành một đống, các loại âm thanh xuất hiện, ngay cả Đồng Mạch và Cao Kiến Thành cũng khó ngăn chặn. Thương Vĩnh Trung đối mặt với áp lực chỉ trích, Đồng Mạch và Cao Kiến Thành vẫn bảo chữa tội lỗi cho Thương Vĩnh Trung nói phản quân ngô công lĩnh chạy thoát trách nhiệm làm loạn không ở thương vĩnh trung nói khi thương vĩnh trung tiếp nhận bình định phản quân ngô công lĩnh đã chạy trốn tội lỗi làm sao có thể hoàn toàn đổ lên đầu thương vĩnh trung thương vĩnh trung linh thông tin tức trong triều nghe tin lập tức tấu lên phân trần cho bản thân đem tội lỗi đổ lên người các nước chư hầu năm lộ trách bọn họ truy kích và tiêu diệt bất lợi mới để ngô công lĩnh trốn thoát ngụ ý không nói rõ mọi người cũng biết đang chỉ trích các nước chư hầu năm lộ cầm binh tự trọng lão ta không cách nào toàn lực điều khiển cái gọi là quốc nạn nhớ lương tướng, đã đến giây phút sinh tử tồn vong, bình thường không dám mạo hiểm có một cô ý kiến mạo hiểm khác, trực tiếp làm rõ chỉ trích binh tướng triều đình bây giờ đều không thiện chiến, hô hào triều đình thả thương triều tông ra, để thương triều tông xuất lĩnh nhân mã tham chiến. Cố yêu cầu này còn thiếu điều chỉ ra quyết định thay tướng trước khi lâm trận của thương kiến hùng có sai lầm, làm cho sắc mặt thương kiến hùng rất khó coi. Đương nhiên cũng có người nói cho thương kiến hùng, nói cho dù thương triều tông chỉ huy bình định như cũ cũng chưa chắc có thể đuổi kịp ngô công lĩnh. Thương Vĩnh Trung vì tin tức bản thân thoát tội bỏ rơi trách nhiệm, các nước chư hầu Nam Lộ vừa biết tin, tức giận. Thế cục như thế, các nước chư hầu Nam Lộ vốn đã nhìn ra nước yến hoang đường trồng chất khó che đậy xu hướng suy tàn, bọn họ chỉ huy không nổi nhân mã triều đình, nhìn những người đó làm loạn, chỉ dựa mấy nhà bọn họ liều mạng, dựa sạch rồi vốn cũng vô dụng, bây giờ chúng ta lên chiến trường liều mạng, thế mà còn đẩy trách nhiệm lên đầu chúng ta, quả thực là buồn cười đột nhiên thúc giục các nước chư hầu phát ám hiệu bảo toàn thực lực làm mưu đồ dị tâm nhưng dưới sự uy hiếp của ba đại phái các nước chư hầu năm lộ bị ép bất đắc dĩ không theo chính là chết không thể không đến chiến trường nhưng trận chiến đánh như thế nào tu sĩ ba đại phái lại không thể miễn cưỡng ngươi cảm thấy ta chỉ huy có sai lầm vậy thì ngươi đến chỉ đi chúng ta nghe theo ngươi là được thế là nhân mã các nước chư hầu năm lộ tham chiến cũng vô dụng cũng bị tống quân đánh liên tục bại lui tu sĩ tham chiến cũng không thể không liên tục bại lui theo, thiên quân vạn mã đều bị đánh lùi, bọn họ muốn không lùi cũng khó, chẳng lẽ muốn bọn họ xông lên mạnh mẽ chống đỡ thiên quân vạn mã và tu sĩ vây công hay sao? Đừng nói tu sĩ nước Yến không dám làm như vậy, mà tu sĩ trợ công từ ba nước phía Tây càng không thể, vốn là từng phải nếm quả đắng một lần. chương 977, Quốc nạn sinh tướng tài. Đặc biệt là tu sĩ nước tấn càng xuất công không xuất lực, lý do chính là từng phải ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy một lần lòng vẫn còn sợ hãi lòng người nước yến hỗn loạn bất kể chiều chính được những sĩ nhân có tri thức kia la hét rên rỉ thế nào lòng riêng của con người cũng không bao giờ có thể dứt được lòng người khó tề tụ lại phải đối đầu với một danh tướng của quân tống như la chiếu quân yến đã bại lại bại thêm mỗi lần tiến thêm một trượng xa đều giống như đang đi chịu chết quân tâm dần hỗn loạn thế nhưng tại kinh đô nước yến vẫn còn đang lan truyền tin chiến thắng tin chiến thắng gây ra tiếng ồn ào đã che đây những lời đồn thất bại, để ổn định lòng người không gây hỗn loạn không thể khống chế. Bách tính mù tịt quả nhiên tung hô vang trời, những nơi tiêu pha vàng bạc như cửa hàng, thanh lâu là chốn đầu tiên cảm nhận được cái lạnh. Chuyện làm ăn đột nhiên trở nên quạnh quẽ hơn, lưu ra, cả gia đình đang muốn đi đâu đây, cửa thành một người dẫn đầu trong các quân sĩ thủ vệ đang kiểm tra nhiệt tình dò hỏi một người trung niên mặc hoa phục ngồi trong xe. Người trung niên mặc hoa phục khẽ mỉm cười, bắt lấy túi tiền ném tới cười nói khí trời tốt ra ngoài du ngoạn người dỡ đội nhìn các xe ngựa đang kéo đồ đạc phía sau kinh ngạc nói cả đại gia đình đều đi du ngoạn trung niên hoa phục gật đầu náo nhiệt mà người dẫn đội lặng lẽ mở túi tiền ra nhìn phát hiện là cả một túi bạc e có hơn trăm viên lập tức buộc chặt túi cất đi vung tay cho huynh đệ đang kiểm tra một cái ra hiệu không cần chậm rãi kiểm tra cho đi luôn theo gã nghĩ đối phương vốn là nhân vật có máu mặt ở kinh thành không đến nỗi xảy ra việc gì cho dù người ta có việc cũng có thể tự gánh vác mình làm sao phải đắc tội người ta huống chi người ta cũng đã trả lời ít rồi đoàn xe tiếp tục tiến lên rời thành mà đi lúc này một tiểu binh tới sát người dẫn đội thấy lạ hỏi đại nhân gần đây nhà giàu có rời kinh đi du ngoạn thật không ít người dẫn đội than thở người ta có tiền đi chơi thôi còn chúng ta ai muốn thuê một đội xe như vậy cũng vô cùng mất công sức dứt lời gã ném một miếng bạc cho tiểu binh kia được người kia rối rít cảm ơn liên hồi tin chiến bại thông qua lục bộ được lan truyền chậm rãi lại có ý định phong tỏa nên càng chậm bách tính hầu như đều không biết gì nhưng với những nhân vật có máu mặt thực sự tin thất bại này không thể nào che giấu nổi họ đều đã chuẩn bị tránh hiểm cho bản thân miễn cho đến lúc thế cuộc không thể thu dọn được nữa lại muốn đi cũng không đi nổi ở nước nào có quan hệ thì tới thẳng nước đó ở nước đó kinh doanh không ổn thỏa thì lại dẫn người nhà đi thẳng đến môn phái tu hành có qua lại tốt. Một khi xuất hiện bất chắc, để cho những tu sĩ có thể bay tới bay lui kia dẫn cả nhà mình chạy nạn. Nếu Đại Yến có thể vượt qua kiếp nạn này, lúc đó trở về cũng không muộn, tài lực trong tay đủ tiêu pha. Đã sống trong lợi ích và gia sản bạc triệu quen rồi, trong mắt từ lâu chỉ còn lại lợi ích. Năng lực càng lớn thậm chí càng mơ hồ về quan niệm biên giới quốc gia. Ở đâu cũng có thể sống tốt, không hẳn phải nhất định cố thủ Đại Yến không mấy người bằng lòng chôn cùng đại yến trong phủ đại tư đồ sáng sớm sương mù bồng bềnh cao kiến thành dậy sớm chắp tay đứng dưới mái hiên sắc mặt âm trầm ánh sáng trong mắt đôi khi lóe lên quản gia phạm chuyên đi tới lão gia có muốn bảo người ta mang tới sớm một chút không cao kiến thành hỏi một đằng trả lời một nẻo có không ít người muốn rời kinh trốn đi đúng không phạm chuyên gật đầu đã đi khá nhiều tiếp theo có lẽ còn có một số sẽ lục tục bỏ đi cao kiến thành cười lạnh một tiếng Thương Vĩnh Trung còn nợ lão phu mấy nhân tình. Phạm Chuyên không rõ, thử hỏi. Ý của lão ra là, Cao Kiến Thành, cho người đi một chuyến, mượn một nhánh quân trong số thủ hạ mà Thương Vĩnh Trung có thể điều động mai phục ở một số nơi hẻo lánh ngoài kinh. Quốc nạn phủ đầu, không cùng chung hoạn nạn với Đại Yến lại còn muốn cuốn chiếu chạy lấy người. Người đừng nghĩ đến chuyện chạy, tiền cũng đứng lại cho ta. Ta còn cần đến, chẳng may có xui xẻo cũng còn có chút tiền dư lại cho con cháu. Lần trước xảy ra chuyện kia đã khiến cao gia khó mà hồi phục lại được. Để họ nhìn xa ra một chút, kẻ rời kinh trốn đi, có thể ra tay thì ra tay, không cần khách khí. Làm sạch sẽ một chút. Chuyện này, phạm chuyên gạt mồ hôi hỏi lão gia làm như vậy có ổn không? Cao kiến thành hừ lạnh. Con trai của lão phu cũng đã tử vì quốc, quên mình vì bệ hạ. Bây giờ lại có người vì quốc nạn mà không thèm quan tâm, bi phẫn trong lòng lão phu khó có thể phát tiết không dùng chút tiền tài bồi thường làm sao mà được. Đánh trận chi tiêu lớn, phải dùng tiền, kẻ to đầu cứ giao cho bệ hạ xử trí. Phạm Chuyên lại nói, chỉ sợ người của Thương Vĩnh Trung không dám làm, không dám làm, Cao Kiến Thành liếc xéo Phạm Chuyên nói. Vậy cũng đừng trách những môn quan dưới quyền của lão phu gây khó dễ trên chiều đường, thậm chí dẫm chết hắn. Bước ngoặt trước mắt, ta không tin Thương Vĩnh Trung dám đối nghịch với lão phu. Được rồi, lão nô biết rồi, lập tức đi sắp xếp. Chấn nhỏ, nơi đổ nát hoang vô từng bị ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt sạch sẽ, vốn chỉ có vài con chó hoang, bây giờ đột nhiên lại rất náo nhiệt. Khắp nơi có quân sĩ cưới chiến mã qua lại tuần tra, khói bếp đợt đợt, nhiều người tới làm chấn nhỏ trở nên chen chúc. Đội ngũ cho mông sơn mình dẫn dắt đột nhiên dừng lại, chiếm dụng trấn nhỏ hoang phế này. Trong một căn phòng đã được quét dọn, mông sơn Minh ngồi trên xe lăn một mình ở nội đường, nhắm mắt yên tĩnh. Trên mặt đất còn có vết nước vẩy làm sạch vẫn chưa khô, bóng của Hoàng Liệt xuất hiện ngoài cửa, sau đó ông ta nhanh chân đi vào, kéo ghế ngồi đối diện Mông Sơn Minh, hỏi. Mông Soái, nghe nói không phải tạm dừng mà là ông hạ lệnh nghỉ ngơi ở đây ba ngày. Mông Sơn Minh gật đầu, phải, trải qua việc thương chiêu tông bị bắt, ông ta trầm mặc ít lời hơn nhiều, người cũng tăng thêm vẻ già nua, tiểu tụy. Hoàng Liệt kỳ quái nói, vì sao, không nhanh chóng chạy tới châu Nam hội họp với quân đội của châu Nam sao? Mông Sơn Minh, chiến sự biên giới liên tục bất lợi, Ta muốn yên tĩnh suy tính xem tiếp theo châu Nam nên làm gì. Thực ra không phải như vậy, mà là giữa đường bỗng nhiên nhận được tin tức bí mật từ Nưu Hữu Đạo. Nưu Hữu Đạo báo lại về những gì mà người của ba đại phái đã bàn bạc với triều đình. Ba đại phái sẽ mau chóng cử người đến tìm ông ta, bàn giao một số hạng mục cần chú ý. Cho nên ông ta ngừng lại, chờ khách tới. Ai? Hoàng Liệt thở dài, quả thực nên suy tính xem châu Nam nên đi về đâu. Mông Soái vẫn chưa có tin của Nưu Hữu Đạo sao? Mông Sơn Minh lắc đầu, Hoàng Liệt hơi nhíu mày, ông ta thực sự không quá tin tưởng rằng Ngưu Hữu Đạo sẽ không liên lạc với bên này. Lúc này bên ngoài có một đệ tử Đại Thiện Sơn đi vào báo. Trưởng môn, trưởng môn cung lâm sách của tử kim động đến rồi, muốn gặp ngài. Hoàng Liệt lòng căng thẳng, bỗng nhiên đứng dậy, hỏi. Có bao nhiêu người đến? Đệ tử báo, chỉ ba người cưới chim tới. Hoàng Liệt quay đầu nói với mông Sơn Minh, mông Soái, để phòng ngừa bất chắc, mời ngài tạm thời giữ bí mật mông sơn minh lắc đầu đại yến đã thành thế này ta còn cần trốn hay sao ba đại phái có giết ta cũng không cứu lại được kết cục mà giết còn gây phiền toái đã không cần thiết phải giết ta nữa hoàng liệt nghĩ lại thấy cũng đúng nên rời đi tiếp khách có điều sau khi ông ta rời khỏi đây vẫn để cho người tăng cường phòng ngự thương chiêu tông bị bắt ông ta cũng không mông sơn minh lại xảy ra chuyện thế cuộc đã đến mức này châu nam cần một người thống soái năng trinh thiện chiến cũng là giữ gìn lợi ích của đại thiện sơn Cuộc gặp mặt với Cung Lâm Sách diễn ra ở con đường chính trong trấn. Chương 978, Dòng thân vương 1. Trên nóc nhà ngổn ngang có một con chim lớn đang đậu. Chính giữa phố là con đường gạch ngói ngổn ngang, trên nóc nhà hai bên đường có cao thủ tử kim động cảnh giác chung quanh. Cung Lâm Sách không mang nhiều người tới là sợ bên này hiểu lầm. Tuy nhiên y cũng có thể nhìn thấy cao thủ Đại Thiện Sơn thấp thoáng theo dõi y. Sau khi Hoàng Liệt đi tới chào hỏi, Cung Lâm Sách hờ hững nhìn theo ông ta một lát quan sát lão giả Dương Thịnh âm suy kia. Hoàng Liệt hiểu ý trong mắt của y, nhưng ông ta cũng vô phương. Lúc trước ông ta nhận được tin ba đại phái cưỡng bức dụ dỗ tuy đã mở miệng nhận lời, nhưng chưa hề làm theo toàn bộ, thí dụ như diệt mông Sơn Minh. Thực sự là vì cảm thấy lời hứa của ba đại phái không quá đáng tin. Nước Yến có thể giữ được hay không còn là vấn đề, bảo đại thiện Sơn giết mông Sơn Minh. Với thế cuộc hiện nay của nước Yến, ông ta càng không thể động vào mông Sơn Minh nước Yến đã sắp phong, Đại Thiện Sơn còn phải dựa vào nhân mã của Châu Nam để giành đất đặt chân. Giết mất thống soái đắc lực của Châu Nam chẳng phải tự vác đá đập chân mình. Huống chi, sau lưng mông sơn mình còn ẩn núp một nghiêu hữu đạo âm trầm. Vị kia không phải kẻ ăn chay, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người của Châu Nam trở mặt với Đại Thiện Sơn, khiến Đại Thiện Sơn không được gà lại còn mất cả nắm thóc. Động chủ đích thân tới là có gì dặn dò? Hoàng Liệt dò hỏi, cung lâm sách không muốn làm chân chạy này. Chuyện bên Châu Nam vốn giao cho Long Hưu xử lý, nhưng tiêu giao cung vì chuyện thi thăng bắt cóc thương Chiêu Tông, nên nếu còn bắt cả thống soái của Châu Nam thì sẽ khó tránh khỏi lúng túng. Mà phản quân bên Châu Thương vốn là nhân mã do tử kim động khống chế, bây giờ phản rồi, tử kim động vốn cũng phải chịu chút trách nhiệm, cho nên chỉ có thể để người của tử kim động làm chân chạy. Không có gì dặn dò, người làm rất tốt, cung lâm sách lạnh lùng nói. Hoàng Liệt cười gượng, nhắm mắt cảm ơn câu nói mát của người ta. Cung lâm sách lại nói không phải đến tìm ngươi mông sơn minh đâu ta muốn gặp ông ta có việc cần nói chuyện hoàng liệt lập tức quay đầu nói nhanh đi xem xem mông soái ở đâu ông ta biết còn cố hỏi thực ra là liếc mắt ra hiệu cho người đi mật báo đệ tử đại thiện sơn mau chóng tìm tới mông sơn minh nói rõ ý đồ của cung lâm sách sợ muốn gây bất lợi cho mông sơn minh bảo mông sơn minh tránh một chút nhưng mông sơn minh kiên chỉ muốn gặp mặt cung lâm sách đệ tử kia quay lại con đường thì thầm mấy câu bên tai hoàng liệt Hoàng Liệt hơi cao mày, bề ngoài là trừng mắt với đệ tử. Còn không mau dẫn đường, sau đó ông ta đưa tay cung kính mời cung lâm sách. Mông Sơn Minh vẫn ngồi an tĩnh ở nội đường, dù cung lâm sách và Hoàng Liệt đến, ông vẫn ngồi ở đó làm thinh, không hề có ý chào hỏi. Hoàng Liệt có chút lúng túng nói, mông Soái, ta giới thiệu cho ông, vị này chính là kim động chủ của tử kim động nổi danh thiên hạ. Mông Sơn Minh bình tĩnh nói, không cần giới thiệu, lúc ta biết y, y còn chưa phải động chủ của tử kim động. Hả, Hoàng Liệt liếc hai người, cung lâm sách từ trên cao nhìn xuống, bình tĩnh nói. Mông Sơn Minh, chúng ta cũng đã nhiều năm không gặp. Mông Sơn Minh, cung tiên sinh quyền khuynh đại yến, không biết người cao quý như ngài đột ngột đến nơi này gặp lão già tàn phế như ta để làm gì. Cung lâm sách cũng không rông dài nói ngay, quốc nạn sinh tướng tài, lại làm người tưởng tượng đến sự oai vũ uy chấn thiên hạ năm đó của mông Soái. Bây giờ nước yến đối mặt với ngoại địch xâm lấn, chiến sự bất lợi, Ta tự mình đến đây muốn mời Mông Soái xuống núi chủ trì chiến cuộc. Y tới đây không phải để ôn chuyện, cũng không phải vì rảnh rỗi. Địa vị giữa hai người khác biệt, không đáng cho y phí thời gian làm chuyện kia, tất nhiên là vì có việc cần nói. Cũng coi như là do bất đắc dĩ, Thương Kiến Hùng vẫn không muốn thả Thương Chiêu Tông, Long Hưu cũng không bỏ thể diện xuống được, muốn bỏ Thương Chiêu Tông sang bên, mời thẳng Mông Sơn Minh xuống núi ổn định quân tâm, thu dọn tình hình rối loạn, có thể sánh với la chiếu của nước Tống. Hoàng liệt chừng mắt nhìn, hóa ra là vì chuyện này. Mông sơn minh cũng không quanh co lòng vòng. Ta già rồi, năm xưa vì cứu bệ hạ, hai chân bị tàn tật suốt đời, không đứng lên nổi, không lên được ngược, cũng không kéo nổi cung. Ta chỉ là một lão già bị người ta cười nhạo mà thôi, nào còn có thể ổn định quân tâm? Người có thể ổn định quân tâm thực sự là người ở trong thiên lao của bệ hạ kia. Chuyện đã đến mức này, ông ta không cần thiết phải lo lắng khách khí với người ta nhưng nhịn đã không thay đổi được gì, huống chi nghiêu hữu đạo đã dặn dò. Lời ấy quả thực xuất phát từ lòng bi phẫn từ trong tâm. Năm xưa ông ta vì cứu thương kiến hùng nên bị tàn phế, kết quả thương kiến hùng lại không chịu buông tha cho họ. Cung lâm sách không đề cập tới người trong thiên lao là ai. Mông soái khiêm tốn, anh Dương Vũ Liệt về tái hiện ở châu Nam, lần thứ hai lũ lượt chiến thắng, chẳng lẽ không phải công lao của mông soái Mông Sơn Minh Kiên quyết phủ nhận, không có bất kỳ quan hệ gì với ta, đều là công lao của vương gia. Cung lâm sách, mông soái, ông cũng là lão thần của Đại Yến, lẽ nào bằng lòng nhìn Đại Yến bị người xóa đi như vậy? Mông Sơn Minh, ta già rồi, ta bằng lòng hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là các người có muốn nhìn thấy Đại Yến bị xóa sổ hay không mà thôi. Nếu các người cố ý làm như vậy, không ai cứu được Đại Yến. Cung lâm sách, mông Sơn Minh, ông nói vậy hơi quá. Mông Sơn Minh, cung tiên sinh, chữ vương chết rồi, nếu dòng bình quận vương mà chết, nắm xương già của ta cũng chẳng còn gì lo lắng chỉ có thể dùng mạng ra cược liều một phen với các ngươi cung lâm sách chậm rãi nói hà tất muốn chết mông sơn minh người có bản lĩnh giết ta châu nam tất phản nghe đến đây hoàng liệt chân chính toát mồ hôi lạnh thay cho ông già không ngờ ông già tàn phế này còn cứng rắn trước mặt cung lâm sách như vậy cung lâm sách lạnh lùng nói nói như thế ông dù chết cũng không chịu xuống núi chủ trì đại cục mông sơn minh không thể nói như vậy chỉ cần dòng bình quận vương trở về ra lệnh, lão phu sẽ dùng hết sức lực hiệp trợ. Cung lâm sách yên lặng theo dõi ông ta một hồi, ta sẽ nghĩ thật kỹ ý kiến của mông Soái. Dứt lời, y xoay người đi, cung tiên sinh, mông sơn minh lên tiếng gọi lại, cung lâm sách dừng bước, quay lưng, mông sơn minh, chiến sự đã đến mức này. Bất kể là quân đội do triều đình khống chế hay quân đội cho các lộ chư hầu khống chế, nếu không một lòng đối ngoại thì không xong rồi. Nước Yến không chỉ đối mặt với nội loạn, mà phải đối mặt với một, thậm chí hai quốc gia dốc lực lượng trinh phạt, cần phải có người chấp trưởng quân lệnh cả nước Yến, thống nhất một hiệu lệnh mới có khả năng kháng địch. Cung Lâm sách quay lưng nói, nói, Mông Sơn Minh, Long Cung Chủ của Tiêu Giao Cung đã đồng ý, mặc kệ dòng bình quận vương có thể bình định thành công hay công, triều đình đều phải khôi phục tước vị thân vương cho vương ra. Cung Lâm sách không quay đầu lại, im lặng một hồi, không nói đồng ý hay không, sau đó cất bước đi qua ngưỡng cửa, rời khỏi. Hoàng Liệt theo sau đưa tiến, một lát sau, một con chim cỡ lớn bay lên trời. Hoàng cung đế đô, trong một đại điện trống trải, thương kiến hùng tóc tai bù xù, đi chân trần, tay cầm cây bút lớn, vẩy mực trên tờ giấy trắng rất lớn trên mặt đất như điên cuồng. Hai mắt ông ta đỏ rực, mồ hôi đầm đìa, chữ viết ra cũng giống như điên cuồng. Hai chân ông ta bị mực bắn ra nhuộm thành màu đen. Điền vũ đứng gần đó, sắc mặt bi thương, chót, cửa thiên lao ầm ầm mở rộng, thương chiêu tông quần áo lam lũ, người đầy máu đi ra vừa nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, y đưa tay lên che mắt do bị trói. Y không xa lạ gì với cảm giác này, không phải lần đầu trải qua, mà lại còn ở cùng một nơi. chương 979, Dòng Thân Vương 2 Cùng một nơi, cùng trải qua tình cảnh tương tự khiến y mơ màng chưa thể nhận thức rõ ràng, những chuyện trải qua ở châu Nam giống như giấc mộng vừa bừng tỉnh. Cho dù xích sắt trói buộc đã được giải trừ, nhưng bước đi vẫn tập tính, chậm chạp. Không ngục tốt nào dám tới gần người có thể đi vào thiên lao hai lần mà còn sống đi ra thật vô cùng hiểm thấy. Hơn nữa, họ cũng từng nghe nói về chuyện ra vào thiên lao lần trước của vị này, đó là giết luôn cả tướng thủ thành tại cổng thành của Kinh Đô. Bởi vậy, dù nhìn thấy y bước tập tính nhưng không ai dám tới dịu y. Lần này, Lam Nhược Đình không thể xuất hiện tiếp đón y, chỉ có một đám thái giám trong cung xếp hàng nghênh đón. Một thái giám tiến lên một bước, rào một cái mở thánh chỉ tuyên đọc ngay trước mặt thương chiêu tông. Ý chỉ nói rằng, chuyện đã được điều tra rõ, tội danh lúc trước nhằm vào thương chiêu tông đều là loại vô cáo, vân vân. Ví dụ như chuyện cướp quân lương đã được chứng minh là giả dối không thật, điều tra ra được thương chiêu tông vẫn chưa nuốt hết, mà là áp toàn bộ quân lương về phía tiền tuyết để cung cấp cho công cuộc bình định. Nói chung, nói ngược nói xuôi thế nào thì triều đình cũng có lý, có tội hay vô tội toàn do miệng lưỡi của mấy kẻ, có thể thấy được pháp luật kỳ cương của triều đình nước yến lỏng lẻo đến trình độ nào. Ý chính của ý chỉ là, thương chiêu tông có công bình định, đánh bại phản quân châu thương, sắc phong làm rong thân vương, nhậm chức trinh phạt đại đô đốc nước yến, có thể ra lệnh tất cả quân đội của nước yến trừ quân đội đóng tại kinh thành. rốt cuộc thương kiến hùng vẫn còn giữ lại một phần, không để thương chiêu tông khôi phục vị trí chữ vương thế tập, mà là cái danh rong thân vương này gọi tắt là rong vương. quyền bính của đại tư mã cũng không cho, mà lập nên một cái chức đại đô đốc lâm thời của nước yến, đúng là có vẻ ngang ngửa với lực lượng của đại đô đốc la chiếu của nước tống, không rơi xuống hạ phong. Đoạn trước của ý chỉ, Thương Chiêu Tông nhắm mắt nghe, miệng mỉm cười lạnh lùng. Phía sau đột nhiên nghe thấy cái tên Trinh phạt đại đô đốc, còn có thể ra lệnh cho quân đội toàn nước Yến, nhất thời y bỗng mở chừng hai mắt. Ánh mặt trời kích thích khiến hai mắt nheo lại, y nhận ra, nước Yến khẳng định đã xảy ra chuyện, nếu không Thương Kiến Hùng đã lật mặt với mình làm sao có thể dễ dàng buông tha mình như vậy, lại còn trao quyền lớn cho mình. Y ở trong lao ngục nhiều ngày, chưa biết thế cục bên ngoài biến hóa như thế nào. Chờ nghe xong rồi tiếp chỉ lập tức có thái giám dẫn y đi tắm rửa thay quần áo, sau đó dẫn y tới trọng địa quân cơ, hiểu rõ tình hình chiến trận và quân tình các nơi hiện nay. Non xanh nước biếc, như hữu đạo cải trang xong lại quay lại, từ kinh thành trở lại nơi ẩn cư. Nhìn thấy quản phương nghi đang ngóng trông, như hữu đạo kéo mặt nạ xuống. Ném mặt nạ cho quản phương nghi đang có vẻ không mặn không nhạt, cởi bội kiếm treo bên hông, lại trống xuống đất. Quản phương nghi hừ lạnh, bất mãn nói, thần thần bí bí, không biết làm việc gì không muốn để cho người khác biết. Bà ta tương đối hiếu kỳ, không biết vì sao Nghiêu Hữu Đạo thường thường thích một thân một mình vào thành. Chỗ đó quá nguy hiểm đối với Nghiêu Hữu Đạo, huống chi hắn còn một thân một mình. Tạm thời Nghiêu Hữu Đạo sẽ không nói cho bà ta về chuyện liên hệ với Cao Kiến Thành. Nghiêu Hữu Đạo vui cười hớn hở, có thể có việc gì không dám để lộ ra, chỉ đi tìm hiểu tin tức thôi. Người xinh đẹp như vậy, vóc dáng lại quá tốt, dù ngụy trang cũng khiến người ta dễ dàng nhận ra, thực sự không tiện dẫn người theo. Quản phương nghi không nhịn được cười, nhưng vẫn lãnh khóc nói. Không cần nói êm tai lừa ta, lời từ miệng ngươi nói ra toàn lãng phí thôi. Sợ người nhận ra ta, bảo người khác đi cùng ngươi không được chắc. Nghiêu hữu đạo không dây dưa tiếp việc này, nói cho ngươi tin tức tốt, triều đình đã thả vương ra, cũng đã thăng cho vương ra làm thân vương thế tập, kiêm nhiệm chức trinh phạt đại đô đốc, nắm quyền điều động binh mã toàn nước Yến. Hả? quản phương nghi thật bất ngờ thật sự Ngưu hữu đạo gật đầu không sai đã công khai chiêu cáo toàn thiên hạ trước rồi tin tức sẽ lập tức đến chỗ mông soái để ông ấy chuẩn bị sẵn sàng quản phương nghi buông tiếng thở dài muội muội thục thanh bên châu nam cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi rồi tự nhiên Ngưu hữu đạo biết sau khi thương chiêu tông bị bắt đi châu nam gấp đến loạn suýt nữa đã phản hắn và mông sơn minh đã phải đè xuống mặt khác báo cho công tôn bố lập tức quay về chỗ mông soái ta phải nắm được tình hình chiến sự bất kể lúc nào ngươi vẫn chưa chuẩn bị lộ diện sao định trốn tới khi nào tiếp tục tránh né đi thực lực của chúng ta không đủ không thể làm gì khác hơn là biết điều một chút núp trong tối khiến người ta nhìn không thấy sở không ra mới là thỏa đáng nhất một khi lộ ra ngoài sáng sẽ nảy sinh rất nhiều minh thương ám tiến rất khó phòng bị để cho kẻ khác phòng bị chúng ta là tốt nhất lão nương hoa nhường nguyệt hẹn đi theo bên cạnh ngươi lại thành kẻ trộm không được thấy ánh sáng có oan uổng hay không oan hay không rồi cũng quen thôi còn chuyện nữa nói cho mông soái tu sĩ bên nước tấn có thể sẽ gây bất lợi cho vương gia và ông ấy bảo ông ấy cẩn thận quản phương nghi cảnh giác nói chuyện gì xảy ra nghiêu hữu đạo cảm giác có gì đó không đúng xem như đề phòng bất chắc đi sau khi trở lại chiến trường lập tức đá tu sĩ nước tấn ra khỏi cuộc diện cho ta nói chung không để cho họ có cơ hội sấn lên hắn cẩn thận như vậy là vì lần vào thành gặp mặt cao kiến thành vừa rồi. Sau khi mấy người công tôn bố rút khỏi quân, hắn đã không còn hiểu rõ đầy đủ với tình huống đại quân trước mắt, nhưng có cao kiến thành hỗ trợ thì khác. Không chỉ tình huống trong quân, ngay cả tình hình trên chiều đường cũng có thể nắm bắt đúng lúc đúng chỗ. Cao Kiến Thành đã cung cấp một tin tức khiến hắn cảnh giác, đó là tu sĩ nước tấn xuất công không xuất lực. Đổi lại người khác, hắn chưa chắc đã có phản ứng này, nhưng nhân thủ tới từ nước tấn lại có vẻ dị thường hắn lập tức liên tưởng đến Thiệu Bình Ba, không dám thả lỏng cảnh giác với Thiệu Bình Ba. Kẻ kia quá nguy hiểm, chỉ hơi sơ suất là sẽ bị lợi dụng ngay lập tức, không có lý do gì không cấp tốc tìm cách ứng phó. Người tại quân cơ trọng địa trong cung, dù chưa gặp mặt Thương Kiến Hùng, Thương Chiêu Tông vẫn nhanh chóng hiểu rõ tình cảnh nước Yến hiện nay, giật mình không nhỏ, cũng biết được nguyên nhân bản thân đột nhiên vươn mình. Cho dù bị dày vò trong nhà lao, nhưng y vẫn chưa định tính toán gì, tạm thời cũng không có tâm tình tính toán, không thốt một câu oán giận. Đối mặt với tình cảnh tràn ngập nguy cơ của toàn bộ đại yến, y cấp tốc tiến vào trạng thái của Trinh phạt đại đô đốc. Quân lệnh đầu tiên chính là lệnh cho 100.000 kỵ binh châu Nam vòng qua tham chiến, đồng thời lệnh cho Mông Sơn Minh làm đông Trinh đại tướng quân, cấp cho Mông Sơn Minh quyền chém trước báo sau. Chỉ cần là kẻ kháng lệnh, có thể giết trước rồi mới bẩm. Y biết, trong lúc quân tâm tan dã này, không dùng cách tráng sĩ chặt cổ tay là khó có thể dọa được ai. Xong, các tướng lĩnh tại trung tâm quân cơ phản đối mãnh liệt đối với cách làm của y. Lo lắng y nhân cơ hội này thanh tẩy người của triều đình. Mục đích tồn tại của đám người này chính là vì như vậy, vốn để hạn chế binh quyền của đại tư mã. Đã như thế, Thương Chiêu Tông liền lúng túng, quân lệnh của y căn bản không thể nào truyền ra ngoài mà cũng không thể ra khỏi cung, vì nơi này đều là người của Thương Kiến Hùng. Song phương bắt đầu tranh chấp, Thương Chiêu Tông biện luận theo lý lẽ, giải thích làm như vậy là điều tất yếu, nhất định phải mau chóng hình thành kỷ luật nghiêm minh, đạt được hiệu quả lệnh ra tất thực hiện nhưng giải thích thế nào đi nữa đều vô dụng. Luận đấu võ mồm, thương Chiêu tông không phải đối thủ của những kẻ đã lăn lộn trốn chiều đường bao năm này, vốn không phải phương diện mà y am hiểu. chương 980, biết rõ không thể làm thì đừng làm. Đặc biệt là, y chỉ có một mình, bị một đám người vây quanh dùng miệng vây đánh. Trước cửa sổ phòng quân cơ, chẳng biết đại tư đồ cao kiến thành nghiêng mình đứng ở ngoài từ bao giờ, lặng lẽ quan sát mọi chuyện xảy ra trong phòng. Ông ta nhìn thấy khí sắc khó coi của thương chiêu tông, cũng biết thương chiêu tông mới ra khỏi ngục, trên người vẫn còn vết thương. Nhưng ông ta không nhìn thấy thương chiêu tông có bất kỳ oán giận gì, mà vừa biết nước yến gặp nạn đã lập tức ném hết thù mới hận cũ ra sau đầu, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào cứu vãn trạng thái nguy vong của quốc gia. Lòng dạ này khiến ta cảm khái, mắt thấy tình cảnh này, nội tâm cao kiến thành rất xúc động, khẽ vuốt dâu. Đại tư không đồng mạch cũng đi tới cửa sổ từ bao giờ, tới cạnh cao kiến thành. Giống cao kiến thành, đều muốn gặp mặt thương chiêu tông, nhưng cũng muốn nhìn xem thương chiêu tông hiện giờ ra sao nhìn thấy cao kiến thành gật đầu đồng mạch không có ý nghĩ khác cho rằng cũng giống mình đều cảm thấy đám người trong phòng làm khó dễ thương chiêu tông rất tốt ấu trĩ vẫn coi nơi này như châu nam của y đồng mạch hơi hừ lạnh câu này của đồng mạch suýt nữa khiến cao kiến thành giật mình ông ta không ngờ là bên cạnh lại có người lặng lẽ tới từ bao giờ may mà cao kiến thành cũng là người lão thành trong triều đình không để lộ một chút vẻ khác thường gì quay đầu lại liếc một cái rồi xoay người, chắp tay chào. Đồng Mạch giơ tay vỗ vỗ lên nắm tay của Cao Kiến Thành, ra hiệu tiếp tục xem tình huống trong phòng, nhỏ giọng nói: "Ta biết Cao đại nhân và Châu Nam có mối giận giết con, nhưng bây giờ nên lấy chuyện quốc gia làm đầu, vẫn nên nhẫn nại đã." Đại tư không nói quá lời, quốc sự làm đầu, không có lòng riêng, chỉ là tới xem một chút, chỉ nhìn thôi. Cao Kiến Thành khách đáp, Đồng Mạch mỉm cười, thầm nghĩ, ta lại còn không biết ngươi. Trong lòng không ghi hận ngươi lại chạy tới đây nhìn trộm làm gì? Cao Kiến Thành ngầm hừ lạnh, lão tặc này nói thật dễ nghe, thực ra cũng chẳng phải kẻ lòng dạ rộng rãi gì. Năm xưa lão ta bị thương kiến bá cướp người yêu, lại bị thương kiến bá đánh đập, chỉ sợ hận đến mức muốn làm cho cả nhà chữ vương đoạn tử tuyệt tôn. ầm, thương chiêu tông trong phòng bị nhóm người kia ép cuống lên, vỗ bàn đứng dậy, quát mắng. Các ngươi muốn kháng lệnh hay sao? Một ông già dâu tóc bạc phơ đứng dậy, chậm rãi nói. Song thân vương, mọi người đang giảng đạo lý, làm gì kháng lệch, đừng chụp mũ lung tung. Phụ thân ngươi chữ vương từ nhỏ tòng quân chính là dưới trướng của ta. Phụ thân ngươi nhìn thấy ta còn phải khách khí, bây giờ không ngờ ngươi còn đập bàn với lão phu. Ông già này tên là Hứa Quan, là người có tư cách lão thành nhất trong phòng quân cơ nước Yến. Thương Chiêu Tông lạnh lùng đảo mắt quanh phòng, chậm rãi đứng lên sau bàn, trầm giọng hỏi. Nói cách khác, chiến sự phía trước căng thẳng, nhưng chuyện gì ta cũng phải từ tốn giảng đạo lý với các ngươi hứa quan than thở tiểu vương ra ta hiểu tâm trạng của ngài nhưng làm việc gì cũng phải bàn đạo lý sao có thể không nói lý đã làm thương chiêu tông không nhiều lời biết nói cái gì cũng vô dụng đành ngồi xuống sau khi có vài chiến báo từ tiền tuyến đưa tới thương chiêu tông lục tục xem qua khi y nhìn thấy tin cuối cùng thì âm thầm lấy làm kinh hãi trong chiến báo kẹp một mảnh giấy có viết nhanh chóng yêu cầu đi tiền tuyến nếu bị trì hoãn đi thẳng tới ba đại phái ra khỏi thành có người tiếp ứng kẻ vọng động, chết. Đạo gia, Thương Chiêu Tông không xa lạ gì với câu nói sau cùng mà ấn tượng vô cùng sâu sắc. Người khác nhìn sẽ không hiểu, y vừa thấy đã biết là ai viết. Cấp tốc giấu mảnh giấy kẹp giữa chiến báo trong lòng bàn tay vào ống tay áo, mắt nhìn mọi người trong phòng. Chiến báo này đã trải qua tay những người khác, vì sao có thể giấu tin ngầm trong đó? Chắc chắn có người ở đây gây nên, là ai? Điều càng khiến y giật mình hơn là, lẽ nào Đạo gia đã vươn bàn tay vào trốn quân cơ trọng địa của triều đình? sau khi chấp hành theo kế hoạch trong thư quả nhiên gặp phải lực cản ý đồ của triều đình rất đơn giản dùng danh nghĩa chỉ huy tổng quản để trói buộc thương chiêu tông ở đây để thương chiêu tông chỉ huy mông sơn minh đi tác chiến thương chiêu tông lập tức bỏ qua triều đình một bên tìm đệ tử ba phái bảo vệ bên ngoài sự tình lập tức thuận lợi ba đại phái cũng sốt ruột chuyện chiến sự cấp tốc phái ba con chim đưa hắn ra khỏi cung bay ra khỏi kinh thành không xa một con xích liệp điêu đuổi theo khiến cho đệ tử ba đại phái cảnh giác cao độ quản phương nghi tự mình điều khiến xích liệp điêu đến bay ngang hàng với nhau hô vương ra xích liệp điêu của ta bay mau hơn một chút nhìn thấy quản phương nghi xuất hiện thương chiêu tông vô cùng yên tâm y thỉnh cầu đệ tử ba đại phái ưu tiên cho chiến sự đệ tử ba phái không cưỡng ép được y không thể làm gì khác hơn là đồng ý chờ bên này buông tay thương chiêu tông lập tức nhảy khỏi con chim quản phương nghi điều khiển xích liệp điêu lao xuống kéo lấy hắn lôi lên lưng chim sau đó xích liệp điêu dốc lực bay nhanh, không để ý đến tiếng la hét của đệ tử ba phái, bỏ lại đệ tử ba phái bay đi trước. Không thấy đệ tử ba đại phái đi theo phía sau nữa, xích liệp điêu cấp tốc chuyển hướng, không còn nhắm hướng tiền tuyến. Thương chiêu tông kinh ngạc, đi đâu, quản phương nghi, đạo gia nói rồi, không thể để cho vương gia tiếp tục nằm trong tay của họ, cũng lo lắng con đường khác có người nắm giữ sẽ xảy ra ngoài ý muốn, cứ đưa về chỗ người mình mới ổn thỏa. Chúng ta đi gặp mông soái trước đi thương chiêu tông trầm mặc hỏi đạo gia ở đâu quản phương nghi sau khi vương gia bị bắt đạo gia cũng đến kinh thành vẫn luôn giao thiệp với phía kinh thành đạo gia bảo ta chuyển một câu cho ngài sự tình là bất đắc dĩ khiến vương gia chịu khổ rồi bà ta vẫn không nói vị trí hiện nay của ngưu hữu đạo giải thích này thật đơn giản thương chiêu tông không nói gì có thể nói cái gì trong lúc này bên dưới có ba con hắc ngọc điêu bay ra chính là nhóm trần bá gia nhập đội hộ vệ thương chiêu tông Đường dài từ từ, sau khi hỏa tốc đưa thương chiêu tông đến chấn nhỏ do trăm nghìn thiết kỵ đóng giữ, vài con chim cỡ lớn không hề ngừng lại. Nhóm quản phương nghi thậm chí không đối mặt với mông sơn minh, lập tức rời đi. Trưởng môn đại thiện sơn hoàng liệt nghe tin chạy tới nhưng vồ hụt. Ông ta vẫn muốn tìm ngưu hữu đạo thương nghị tình huống trước mắt, kết quả chỉ nhìn thấy mấy điểm đen trên không trung, trong lòng không nhịn được mà thoá mà tổ tông 18 đời ngưu hữu đạo. Vương ra, các tướng sĩ châu Nam vây tới hoan hô, có tiếng xe đẩy, mông sơn minh cũng mau chóng hiện thân nhìn thấy thương chiêu tông sống sờ sờ trở về tâm tình kích động cuối cùng ông cũng được thở phào nhẹ nhõm vết roi trên gương mặt thương chiêu tông hết sức rõ ràng khí sắc không tốt bước chân không vững hiển nhiên lần này bị bắt đã phải chịu không ít tội phượng nhược nam lộ ra tư thái của thiếu nữ vành mắt đỏ bừng cắn môi thương chiêu tông nhìn thấy vẻ chăm chú của nàng trong đám đông chỉ khẽ gật đầu không thể hiện cảnh nhi nữ tình trường giữa trốn đông người nước yến liên tục thất bại đối mặt với nỗi lo diệt quốc không phải lúc nhi nữ tình trường trước tiên y về cùng mông sơn minh thương nghị chiến sự đến lúc ngồi xuống không tránh được hỏi han tình huống thoát vây thương chiêu tông cũng ngơ ngơ ngác ngác không rõ ràng lắm thấy mông sơn minh thương chiêu tông cũng hỏi việc lúc trước hỏi chuyện lúc trước nghiêu hữu đạo điều mông sơn minh và quân đội châu nam đi lại khiến y bị bắt sốt cuộc là sao nhưng mông sơn minh cũng không biết gì từ đầu tới đuôi đều không gặp mặt nghiêu hữu đạo sao ông ta hiểu được hai bên đều hồ đồ khó hiểu, vòng tới vòng lui chính là như vậy. Có điều, hai người đều không thấy lạ, từ lâu họ đã quen thuộc với tác phong làm việc của Ngưu Hữu Đạo, dành tinh lực về chiến sự. chương 981, Mông Lão Nguyên soái đến rồi một. Thương nghị đến thương nghị đi, đều không thể không thừa nhận, cuộc chiến này rất khó đánh. Nội tình nước Yến vốn mỏng, bị dằn vặt mấy lần liên tục, quốc lực thực sự quá sức. Thêm vào đó, nội bộ chia năm xẻ bảy lấy cái gì chống lại thế công của nước Tống không chỉ nước Tống, nước Hàn cũng đang nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất binh. Thế cục nước Yến trước mắt chân chính sắp tan vỡ, làm cho người ta có cảm giác không thể cứu vãn. Nhưng dù khó khăn, Thương Chiêu Tông vẫn quyết định kéo lại tòa nhà nghiêng. Y là người của hoàng tộc Thương Thị, không thể nào trơ mắt nhìn tâm huyết trả giá cả đời của phụ thân tan thành mây khói. Đèn lông thắp sáng, một đêm không ngủ, kéo thân thể bị thương còn uể oải. Thương Chiêu Tông và Mông Sơn Minh năm nay đã già nua, tinh lực không đủ ngồi trước bản đồ thương lượng với nhau suốt một đêm. Trời vừa sáng, hai người tìm tới Hoàng Liệt, mượn dùng hắc ngọc điêu của Đại Thiện Sơn đưa Mông Sơn Minh đi. Kết quả thương nghị là, Mông Sơn Minh phải kéo thân tàn già nua lên tiền tuyến, phải tự mình xuống núi thu dọn chiến cuộc hầu như đã tan vỡ, tự mình thu dọn những tàn binh bại tướng kia, tập kết đối đầu với la chiếu của nước Tống. Thương Chiêu Tông thì phải phụ trách điều khiển toàn cuộc, ở phía sau tiêu trừ muôn vàn khó khăn để cung cấp toàn lực ủng hộ cho Mông Sơn Minh tác chiến ở tiền tuyến hai người một trước một sau liên thủ phối hợp mông soái cuộc chiến này không có cách nào đánh được bây giờ quân tâm nước yến tư tán không nói gì khác ngay cả cung cấp lương thảo cũng khó khăn lương thực trên đất nhất thời không mọc kịp thức ăn trên trời lại không lên nổi tướng sĩ tiền tuyến muốn lấp đầy bụng cũng khó cuộc chiến này còn đánh thế nào nếu triều đình không còn biện pháp nào làm sao có thể giao binh quyền này cho chúng ta biết rõ không làm được thì đừng làm mông soái đạo lý này ngay cả người không biết đánh trận như ta cũng biết đến, sao ngài phải khổ như vậy chứ? Đối mặt với thỉnh cầu, Hoàng Liệt liên tục ai thán khuyên bảo, thực ra cũng muốn bên này sớm tính toán. Theo ông ta nghĩ, nếu thương chiêu tông đã thoát phây, không cần lo lắng sau đó, vậy không bằng về thẳng châu Nam cầm binh tự bảo vệ, dù sao cũng hơn cái chuyện không chắc chắn này. Dưới cái nhìn của ông ta, chuyện đã đến nước này, nước Yến không cứu nổi nữa, cũng không cứu được. Nước Yến xong đời, ba đại phái tự có người đi dọn dẹp, không cần sợ nữa. Đó cũng là nguyên nhân vì sao ông ta dám liên tục đắc tội với cả ba đại phái. Bây giờ bên này muốn dùng đức báo oán, còn phải bán mạng cho nước yến kia, khiến ông ta thực sự không biết nên nói gì cho phải. Nghe được lời ấy, thương chiêu tông trầm mặc không đáp. Với tuổi của mông Sơn Minh, thân thể lại thế kia, thương chiêu tôn bảo ông ta đưa thân ra tiền tuyến chinh chiến cũng là vì không còn cách nào. Bên cạnh y không còn ai có tài năng quân sự hơn mông Sơn Minh. Nước yến đã đến tình trạng này, thực sự không thể thua nổi nữa, nhất định phải đưa tướng lĩnh đắc lực lên tiền tuyến. Mông Sơn Minh, Hoàng trưởng Môn, đời ta luôn chinh chiến, bảo vệ Đại Yến. Bây giờ thằng nhãi là chiếu hoành hành không coi ai ra gì tại Đại Yến ta, ta há sợ hãi mà co vòi tránh chiến, há có thể để thằng nhãi kia khinh nước Yến ta không người. Nếu ta rụt rè, không thể nào trả lời với các huynh đệ đã từng chết trận vì bảo vệ Đại Yến. Nếu ta chết trận, đó là cái chết có ý nghĩa. Hoàng Liệt nghe mà trợn tròn mắt, run dế còn sống tạm bỡ không cầu cố gắng sống sót xong cũng không cầu chết giờ phải nói chuyện với người như thế ông ta quả không biết phải lý luận thế nào than thở mông soái của ta như hữu đạo trả vương ra lại chính là không muốn để cho vương ra rơi vào tay họ bây giờ ông lại chủ động đưa mình vào đó ta chỉ hỏi một câu như hữu đạo có thể đồng ý không thương chiêu tông bỗng nói đạo gia nói rồi đánh trận như thế nào hắn không can dự toàn bộ do ta tự quyết đoán đây là nghiêu hữu đạo dặn dù không phải nghiêu hữu đạo chính mồm nói cho y, là quản phương nghi thuật lại. Hoàng liệt tặc lưỡi, lại tiếp tục chỉ mông sơn minh chất vấn thương chiêu tông. Vương ra, ngài nhẫn tâm sao? Thân thể mông xoái thế này, ngài nhẫn tâm để ông ấy đi chịu chết. Gò má thương chiêu tông căng ra, hoàng trưởng môn, chiến sự đã đến mức độ này, các phe nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có khả năng thắng được. Bây giờ quân tâm không ổn định, các lộ chư hầu không chịu ra sức, sợ rằng đã nổi lên dị tâm, nhất định phải có người ép bọn họ xuống mới được. Mà các lộ chư hầu đều từng là bộ hạ cũ của mông soái không ai hiểu rõ năng lực của họ hơn mông soái Mông soái tới, những trò hề bịp bợm của họ sẽ không lừa được mông soái cũng không dám dở trò trước mặt mông soái Ta cũng không muốn mông soái phải chịu cái tội vạn này, nhưng thế cuộc như thế đã không cho phép chúng ta kéo dài thêm. Chỉ khi mông soái tới mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất ổn định cục diện. Mông Sơn Minh nói, vương ra quá khen, làm mỗ thật thẹn có điều hoàng trưởng mông lần này lão phu đi không phải để tự sát ta đã thương nghị thỏa đáng với vương gia về mặt chiến lược hưu chết vào tay ai vẫn chưa chắc được tuy nước yến đã xa sút nhưng cũng không thể ai thích làm càn thì làm ta lại muốn xem xem thằng nhãi la chiếu cân lượng bao nhiêu mà dám ngông cuồng ở nước yến ta như thế hai người rất kiên trì hoàng liệt cũng không còn biện pháp quân đội châu nam không do ông ta quyết định với thế cục ngày hôm nay ông ta cũng không dám sảng bậy với hai vị này nếu thật sự gây loạn vào thời điểm này, vậy coi như đã đắc tội hết tất cả mọi người. Không nói ai khác, chuyện đang làm đã là cố ý lật bài với ba đại phái. Đối nghịch với nhau vào lúc này, Đại Thiện Sơn cũng không giữ được mảnh đất ở châu Nam kia. Cuối cùng bị bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là phái chim cưới đưa mông Sơn Minh đi. Sức chịu đựng của chim có hạn, không mang đi được nhiều người. Mông Sơn Minh hầu như không có gì bảo vệ, được lặng lẽ đưa đi. Việc này không dám để lộ liếu, bằng không ắt sẽ bị thế lực của địch quốc đuổi giết mông Sơn Minh. Khi bị vây ở Kinh Thành, Thương Chiêu Tông không thể nào ra lệnh thuận lợi. Một khi thoát vây, lập tức chính thức công khai, truyền lệnh cho quân đội toàn nước Yến, lệnh cho mông Sơn Minh làm đại tướng quân Trinh Đông, do mông Sơn Minh toàn quyền chỉ huy quân đội tác chiến với quân Tống ở tiền tuyến. Dừng ra núi hoang, cổ thụ che trời, như hữu đạo khoanh chân ngồi tính tỏa dưới tảng cây. Quản phương nghi đi tới, bà ta nhắc nhở, vừa nhận được tin tức, mông sơn minh đã tới tiền tuyến vương ra lệnh cho ông ấy là đại tướng trinh đông nghiêu hữu đạo mở mắt hỏi đi tới bao nhiêu người quản phương nghi vội vội vàng vàng mượn dùng vật cưới của đại thiện sơn có thể đi được bao nhiêu người một la đại an thêm một cái xe đẩy mà thôi nghiêu hữu đạo cau mày bình nguyên dùng dãy núi làm điểm tựa quân đội châu trường tựa núi mà thủ sau dãy núi là liên doanh của đại quân chính là nơi nghỉ ngơi lâm thời của quân đội châu trường Giao chiến mấy lần với quân Tống đều thất bại, may mà Trương Hổ chỉ huy thỏa đáng, quân đội lui về đúng lúc, quận đội Châu Trường gần như không tổn thất gì. Quân Tống giao chiến với nước Yến dường như cũng rất phối hợp, giống như khá biết chăm sóc cho quân đội của Nam Lộ Chư Hầu. Một khi quân của Nam Lộ Chư Hầu bại lui, quân Tống cũng sẽ không đuổi theo tận cùng không buông. Nếu Nam Lộ Chư Hầu không muốn dùng sức, đại đô đốc La Chiếu của quân Tống tất nhiên là vui vẻ nhìn, không cần thiết phải làm cho Nam Lộ Chư Hầu liều mạng. Chính là một bên thắng cấp tốc một bên bãi lui gọn gàng, mọi người lui tới ngầm hiểu ý nhau. Còn lại, xui xẻo chính là quân đội triều đình. Quân Tống bắt được quân đội triều đình sẽ đánh tàn nhẫn, không hề hạ thủ lưu tình. Ngoài lều bạt trung quân, trưởng lão nông phong đình của tiêu giao cung đi vào lều, sắc mặt khó coi. chương 982, mông lão nguyên soái đến rồi hai. Thứ sử châu trường trương hổ đang nghị sự cùng các tướng lĩnh trước bản đồ quay lại nhìn, phất tay ra hiệu cho chư tướng lui ra ngoài, mới hỏi. Nông trưởng lão, cứ gì không vui, nông phong đình hừ lạnh, Liên An Sơn đáng chết, Liên An Sơn một đại thống lĩnh bên phía triều đình, tay nắm 50.000 quân đội của triều đình, chấn giữ thiết môn quan. Quan này hiểm yếu, dễ thủ khó công, chính là khu vực giao chiến hướng về phía khu vực quan trọng phía Tây. Trương Hổ hỏi, chẳng lẽ thiết môn quan thất bại? Nông Phong Đình lạnh lùng nói, nếu thất bại cũng thôi, đằng này con chó kia không động một binh một tốt đã mở cửa đầu hàng quân tống, thả thẳng quân tống ra vào quan, Đại đô đốc là chiếu của quân Tống tuyên chỉ của triều đình nước Tống ban cho gã là An Nhạc Hầu. Bên này vừa mở cổng đầu hàng, bên kia lập tức tuyên chỉ, có thể thấy tên tặc này đã tích chữ lòng phản nghịch, thông đồng với nước Tống từ lâu. Hả, Trương Hổ nghe mà cũng giật mình, gia đình của gã không phải đang làm tin ở kinh thành sao. Lúc bình thường, khi giao chiến với địch quốc, triều đình đều sẽ hỗ trợ chăm sóc một số gia thuộc của tướng lĩnh, nói là chăm sóc mà quả thực là chăm sóc rất ưu đãi. Người ta liều mạng ở tiền tuyến, Tất nhiên sẽ không bạc đãi người nhà. Thế nhưng về mặt nào đó mà nói, người nhà cũng bị triều đình giữ làm con tin. Đặc biệt là đối với các tướng lĩnh quan trọng, để tránh sinh dị tâm. Nông Phong Đình cắn răng nói, người ta căn bản không thèm để ý đến sự sống chết của gia quyến. Trương Hổ chập chập nói, nhẫn tâm như vậy, Nông Phong Đình, tiên sư nó chẳng phải cái gì nhẫn tâm. Chuyện vừa xảy ra đã có lời đồn đại, đôi trai gái của gã không phải con ruột. Đồn rằng đó là do vợ gã và quan trên tầng tiểu với nhau sinh ra, mà bản thân gã ở bên ngoài cũng đã lập gia đình nhỏ với người phụ nữ khác. Gia đình trong kinh bị gã ném mất, tiểu tình nhân bên ngoài lại được gã mang đi. Bây giờ vợ già của gã ở trong kinh thành đột nhiên bị chọc một cái, không có chứng cứ, chẳng ai biết người đã cấu kết với vợ của gã là ai. Hiện giờ bất kỳ ai từng làm quan trên của Liên An Sơn đều thành đối tượng hoài nghi, hoặc phải xem xem Liên An Sơn có tự phun ra ai là kẻ đội nón xanh cho gã không lại còn có chuyện như vậy, ta thấy kẻ đã thân mật với vợ của gã cũng không khó tra ra. Kẻ nào trợ giúp nhiều nhất cho Liên An Sơn chính là có khả năng, kẻ có thể đưa Liên An Sơn lên vị trí kia, chắc chắn chức vị sẽ không quá thấp. Bản thân Liên An Sơn không phải thứ gì tốt, có thể bỏ mặc chuyện như vậy hiển nhiên chính là giao dịch mà bản thân gã đã ngầm đồng ý. Nếu gạch trần chuyện này ra, bản thân hắn cũng khó giữ thể diện. Có lẽ không đợi được lúc gã tự mở miệng, trương hổ giờ khóc giờ cười lắc đầu sau đó quay lại nhìn bản đồ. Thiết môn quan chính là lối vào phía tây, thiết môn quan đã mất, cánh cổng đi về kinh thành đã mở. Triều đình lại đưa người như thế đi chấn giữ nơi thiết yếu, quả thật là. Muốn không vong cũng không được, nhưng lời ấy không nói ra, ông ta chỉ lắc đầu, quay lại hỏi. Nghe nói triều đình điều tra rõ là dòng bình quận vương bị vu cáo, đã phong là thân vương, còn thống lĩnh chiến sự toàn nước yến. Nông phong đình ngửa mặt lên trời buông tiếng thở dài, để y chạy mất, căn bản là không hề tới nhậm chức e là y đã tới châu nam cầm binh tự giữ mình chuyện này trương hổ dường như không tin được song bình song thân vương có thể phản bội nước yến sao y là người trong hoàng tộc nước yến con trai của chữ vương uy trấn thiên hạ làm sao có thể phản quốc thói đời này làm gì có thứ gì tốt đừng rơi vào tay ta nếu không bắt y sống không bằng chết nông phong đình hư lạnh ánh mắt nhìn về phía trương hổ dường như có ý cảnh cáo trương hổ cho rằng nhìn không hiểu lắc đầu thổn thức chính lúc này bên ngoài bỗng nhiên có tướng lĩnh chạy vào lớn tiếng nói đại nhân mông soái đến rồi nông phong đình bỗng nhiên nhìn sang ai trương hổ còn tưởng mình nghe lầm tướng lĩnh kia cấp bách nói mông sơn minh mông lão nguyên soái đến rồi trương hổ và nông phong đình nhìn nhau ngay sau đó trương hổ ném lại nông phong đình vội chạy ra ngoài vội vã đi ra khỏi lều trại chỉ thấy một tiểu tử đeo hai cây thương đẩy xe lăn tới trên xe lăn có một ông lão tóc bạc đang ngồi, thân hình tiều tụy, gầy gò, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh có thần, không phải mông sơn minh còn có thể là ai. Trên không trung, một con chim cỡ lớn xoay quanh một lúc rồi rời đi, không có ai cùng đi với người trên xe lăn. Nhìn thấy mông sơn minh, trương hổ kích động, bước nhanh về phía trước, đứng trước xe đẩy chắp tay. Mà tướng tham kiến đại soái